Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 32. Đế huyết hoa cực kỳ đặc thù, chính là chiến hồn không có phẩm giai, cả đời chỉ có thể nở một lần, sau khi nở chính là khô héo, như hoa quỳnh chậm rãi tan biến. Trong quá trình nở sẽ hấp thu hồn lực trong cơ thể cùng sinh cơ của tu giả, nói cách khác, hồn lực và sinh cơ chính là năng lượng làm nó nở. Đồng thời, thực lực tu sĩ sẽ trong nháy mắt tăng trưởng trên phạm vi lớn, đạt tới một cấp độ khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn, một chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng rất có thể nắm giữ lực lượng gần vô hạn chiến đế. Cho nên, nếu như tu sĩ gặp phải người nắm giữ đế huyết hoa, bình thường sẽ không dám cùng hắn giao thủ, dù sao nhất định không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Nếu như người nắm giữ đế huyết hoa mạnh, khiêu chiến hắn thua là không nghi ngờ, nếu như người nắm giữ đế huyết hoa yếu, muốn giết chết hắn cơ bản là kết cục đồng quy vô tận. Nếu như Tiêu Phàm không nắm giữ tu la truyền thừa, cũng không có khả năng nghĩ đến khả năng này, bởi vì chỉ có chiến hồn đế huyết hoa nở mới có thể triệt để rút ra hồn lực trong cơ thể của tu sĩ, hơn nữa còn có thể khiến cho kinh mạch và hồn hải bảo trì hoàn hảo. Đây cũng là một trong nguyên nhân, Tiêu Phàm nhận biết huyết yêu nhiêu lâu như vậy đến nay, chưa từng thấy qua chiến hồn của huyết yêu nhiêu. Bởi vì chiến hồn nàng không có khả năng hiện ra, một khi phóng thích, chính là dùng hồn lực cùng sinh mệnh tiêu hao. Đương nhiên, thế gian vạn vật, mọi thứ đều lưu một chút hy vọng sống, đế huyết hoa cũng giống như thế. Hoa nở hoa tàn, hoa tàn hoa nở, đây chính là luân hồi. Đế huyết hoa sau khi nở sẽ hóa thành một quả mầm mống, cắm rễ bên trong hồn hải tu sĩ, lấy huyết dịch trong cơ thể cùng sinh cơ tu sĩ làm thức ăn. Nếu như huyết dịch cùng sinh cơ tràn đầy, mầm móng có thể nảy mầm, sẽ chậm chậm trưởng thành, tương đương với một lần tân sinh. Hơn nữa, đế huyết hoa nở một lần, nếu như không chết, phẩm giai liền thuế biến một lần. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, chiến hồn đế huyết hoa của huyết yêu nhiêu nếu như lần nữa thuế biến, rất có thể là bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm chiến hồn. Bởi vì huyết yêu nhiêu có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh, liền đại biểu cho chiến hồn đế huyết hoa hiện tại đã đột phá đến thất phẩm, thậm chí bát phẩm. Giờ phút này, huyết yêu nhiêu đổ máu quá nhiều, thân thể suy yếu tới cực điểm, cũng không đủ sinh cơ khiến mầm móng chiến hồn đế huyết hoa nảy mầm, nghênh đón nàng chỉ có tử vong. Bởi vậy, đồng dạng mà nói tu sĩ nắm giữ đế huyết hoa mỗi lần thuế biến nếu như không có ngoại lực trợ giúp, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh. Tiêu Phàm muốn làm chính là giúp thương thế huyết yêu nhiêu hoàn toàn phục hồi như cũ, sinh cơ cùng huyết khí đạt tới trạng thái đỉnh phong, có thể cung cấp đầy đủ huyết khí và sinh cơ cho mầm móng đế huyết hoa. Nếu đổi lại là một người khác, dù là phát hiện dị dạng huyết yêu nhiêu, đoán chừng cũng không biết cứu chữa như thế nào, cũng may huyết yêu nhiêu mệnh không đến tuyệt lộ, gặp được Tiêu Phàm. Hồn lực đảo qua kinh mạch huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm còn phát hiện, huyết yêu nhiêu trước đó giống chúng qua độc. Chỉ bởi vì đế huyết hoa nở đem tất cả nọc độc đều rút ra ngoài. Nhưng khiến Tiêu Phàm hiếu kỳ là huyết yêu nhiêu dù sao cũng là tu vi chiến hoàng trung kỳ, vậy mà sẽ bị người khác bước đến mức triệu hồi ra chiến hồn đế huyết hoa, thực lực đối phương cũng không hẳn đơn giản. Tiêu Phàm lấy ra vô số thượng phẩm hồn thạch trồng chất bên người huyết yêu nhiêu, có long văn kim châm, huyết yêu nhiêu đã có thể tự hấp thu hồn lực hồn thạch. Bàn tay Tiêu Phàm dán tại đầu vai huyết yêu nhiêu. Từng tia năng lượng màu trắng ba động rót vào thể nội huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm ẩn tàng rất tốt, không để cho Long Vũ phát hiện. Huyết yêu nhiêu thụ thương quá nặng, nhất định phải mượn nhờ năng lượng bạch thạch mới có thể ổn định sinh cơ nàng. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm buông bàn tay, hít sâu một hơi, sau đó lại lấy ra mấy tử đan tham còn thừa, cắt một mảnh nhỏ cho vào trong miệng nàng. Tử đan tham chính là vật đại bổ huyết khí, chính là thứ huyết yêu nhiêu hiện tại cần. Nhìn hồn lực mờ mịt bên trong huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng, đế huyết hoa đã nảy mầm, không cần 3 ngày liền có thể tỉnh lại, chỉ là Long Vũ khá là phiền toái. Tốt rồi, nhìn thấy Tiêu Phàm đứng dậy, Long Vũ một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng nói, đồng thời hồn lực cũng bao trùm gian phòng, phòng ngừa bị người khác nhìn trộm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, cau mày nhìn Long Vũ. Hắn nhất thời không biết giải quyết cái phiền toái này như thế nào. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp ta một chuyện mà thôi. Long Vũ cười cười. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, ngươi một câu liền có thể đưa một chi quân đội tới Đại Long Đế Triều, ta có thể không khẩn trương sao?
Nếu là bình thường, trực tiếp mang theo huyết yêu nhiêu chạy trốn là được, nhưng hiện tại vẫn còn bên trong sát phương thí luyện, muốn trốn đều trốn không được. Nhìn ngươi hẳn là đáp ứng. Long Vũ như gió xuân cười nói, tựa như âm mưu đạt được. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, muốn phản bác nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, bản thân có thể cự tuyệt à, một khi cự tuyệt liền đại biểu cho việc bại lộ thân phận. Mặc dù Long Vũ không có uy hiếp hắn, nhưng tương tự đem hắn ép gắt gao. Giúp cái gì? Sắc mặt Tiêu Phàm có chút âm trầm. Chữa cho tốt thương thế đại ca ta, về sau hắn cũng coi như là anh vợ ngươi. Long Vũ nói ra, chờ đã, Tiêu Phàm không chút do dự cắt ngang nàng nói, trong lòng có một vạn con tuấn mã lao nhanh, nghiêm mặt nói, chứ cùng ta nói cái gì anh vợ, bằng không việc này không bàn nữa. Được, phu quân nói sao sẽ làm vậy? Long Vũ cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười nói. Phu quân, Tiêu Phàm tê dại một hồi, trong lòng có một loại cảm giác bị thất bại, bản thân đã lớn như vậy, lúc nào bị một người ép chết như vậy. Bây giờ lại bị đùa giỡn. Thậm chí Tiêu Phàm có loại cảm giác muốn trực tiếp rời Đại Long Đế Triều, cái gì sát phương thí luyện đều cút sang một bên cho lão tử. Không được, Quách lão quỷ nói qua, sát phương thí luyện có đồ vật ta cần, chỉ có thực lực đầy đủ cường đại mới có thể đến với tiểu ma nữ, không ai có thể ngăn nổi ta. Tiêu Phàm vừa mới buông lỏng tâm, lại trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. 7 ngày sau ta sẽ tìm ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi. Tiêu Phàm hoàn toàn không muốn cùng Long Vũ trò chuyện. Đến lúc đó ngươi làm sao tìm được ta đây? Long Vũ cười giả dối nói, con ngươi vừa nhìn về phía huyết yêu nhiêu trên giường bệnh liếc mắt, nói, phu quân, ta xem như vậy đi, tỷ tỷ này ta mang về chiếu cố, nói không chừng chúng ta rất hợp nhau đấy. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn không dám khinh thường Long Vũ. Tâm tư nàng thật đúng là kín đáo. Biết rõ bản thân sẽ không bỏ mặc huyết yêu nhiêu. Ngươi tốt nhất đừng để cho nàng có nửa điểm tổn thương. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn trong lòng lại bổ sung một câu, nếu như huyết yêu nhiêu chết trong tay ngươi, Đại Long Đế Triều đoán chừng khó thoát kết cục hủy diệt. Bất quá Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra, Long Vũ mặc dù cơ trí nhưng hẳn không phải là kẻ tâm ngoan thủ lạt, bằng không nàng đã sớm tìm người tới bắt hắn. Ngươi yên tâm. Long Vũ sẽ không đả thương bạn gái của ngươi. Long Vũ có chút ghen ghét nói. Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Long Vũ không giống như là đang làm giả mà là có chút khó chịu thật. Huyết yêu nhiêu, ngươi tạm thời tự mình bảo trọng. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn huyết yêu nhiêu, thầm nghĩ trong lòng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ngươi đừng chạy, 7 ngày sau đó ta sẽ ở cửa thành chờ ngươi. Long Vũ đột nhiên lại nói, à... Còn nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Nửa năm sau Nam vực đại bỉ sơ tuyển, địa điểm định tại Long Hoàng Đế Đô. Long Vũ cười nói, tựa như lại nói, ngươi đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay ta. Nam vực đại bỉ Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, bởi vì hắn cũng muốn mượn cơ hội đi vô song thánh thành, tiểu ma nữ cùng Lăng Phong đã chờ hắn tại đấy. Nghĩ đến vô song thánh thành. Nắm đấm Tiêu Phàm liền vang lên kèn kẹt, mở cửa phòng rời đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giống như ruồi mũi truyền vào lỗ tai hắn, đó là thanh âm Long Vũ, còn nữa, sẽ có một ngày ta khiến ngươi thích ta. Bị Long Vũ đùa giỡn, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu, rời phòng, nhìn thấy Long Thần trong sân, Tiêu Phàm không chào hỏi, trực tiếp rời đi. Bị một nữ nhân làm khó chịu, nha, ta phải đi Hoa Gia đòi lại. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, hồn biến liếm tức thuật còn chừng một ngày, đối với hắn mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Nói làm, Tiêu Phàm quay người liền hướng Hoa Gia đi đến. Giờ phút này, tại phủ đệ Hoa Gia. Đại ca, Vân Nhàn Tông Sư nói phương thuốc kia đối với tu sĩ có tác dụng đại bổ, tiểu tử kia hẳn không phải là lừa gạt chúng ta. Hoa Thiên Minh mới từ luyện dược sư công hội trở về, Tiêu Phàm cho bọn hắn hốt thuốc. Hắn đã xác minh qua. Chỉ là khiến hai người giàu gì là, Tiêu Phàm đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Người truy tung khác nói thế nào? Hoa Thiên Bảo khí định thần nhàn uống trà, nhưng trong lòng thì có chút kích động. Hôm qua, Huyền Hoàng rời Hoa Phủ, đi luyện dược sư công hội cùng Tam Đại Thương Hội một chuyến, mua không ít dược tài. Tối hôm qua, Huyền Hoàng trong một gian khách sạn tu luyện thẳng đến hôm nay,
trên đường cứu một người tham gia sát phương thí luyện. Hành tung Tiêu Phàm bị Hoa Thiên Minh khống chế nhất thanh nhị sở. Cứu người tham gia sát phương thí luyện, Hoa Thiên Bảo cau mày một cái. Không sai, sát thủ là một nữ tử, dáng dấp không tệ, tiểu tử kia liền không nhịn được cứu nàng, chẳng qua sau đó gặp gỡ Long Thần cùng Long Vũ. Huyền Hoàng một mực muốn cứu chữa nữ sát thủ, chúng ta sợ bị Long Thần phát hiện, không dám tới gần, Huyền Hoàng tiểu tử kia hiện tại hẳn là còn ở khách sạn kia. Hoa Thiên Minh nói ra, lập tức trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, lại nói, nhìn tiểu tử này không chỉ có ái tài, cũng tương đối háo sắc, nếu như hắn thật có thể chữa cho thiếu phi, chúng ta có thể dùng sắc đẹp và tiền tài đem hắn lưu lại. Việc này sau này mới nói, xem trước hắn có thể chữa cho thiếu phi hay không. Hoa Thiên Bảo lắc đầu, hít sâu một cái nói. Khởi bẩm gia chủ, Huyền Hoàng dược sư chờ ở bên ngoài. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến thanh âm hạ nhân. Mau mời. Ánh mắt Hoa Thiên Bảo sáng lên, không chút do dự nói. Lúc này, Tiêu Phàm liền được hạ nhân dẫn đến vị trí Hoa Thiên Bảo trong đại sảnh. Huyền dược sư, ngài đến rồi, Hoa mỗ thực sự là đợi thật lâu rồi đấy. Hoa Thiên Bảo liền vội vàng nghênh đón, vì cứu chị nhi tử, hắn cũng cắn răng ẩn nhẫn. Khiến Hoa gia chủ, Hoa nhị gia đợi lâu, trước đó trên đường nhìn thấy một người thụ thương, nhìn không được, liền tìm chút thời giờ cứu chữa một chút. Tiêu Phàm chắp tay nói. Huyền dược sư tuổi còn trẻ có một tấm lòng từ bi, đáng quý, chúng ta đợi một hồi thì như thế nào? Hoa Thiên Bảo lặng lẽ nói, nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường. Ngươi thấy là một nữ tử cho nên mới cứu mà thôi, nếu là nam nhân, ngươi có cứu hay không? Tiêu Phàm nào biết rõ hai người huynh đệ Hoa Thiên Bảo vậy mà sẽ nghĩ hắn như vậy, hắn hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ là áp chế rất tốt mà thôi. Hoa gia chủ quá khen. Tiêu Phàm khách khí nói, đúng rồi, hôm qua tại hạ đi một chuyến đến luyện dược sư công hội cùng tam đại thương hội, lại không có tìm đầy đủ dược tài, hơn nữa, Huyền mỗ tài lực có hạn, chỉ mua mấy loại, không biết Hoa gia chủ chuẩn bị như thế nào. Ai, Huyền dược sư cho phương thuốc có 36 loại dược tài, góp 2 ngày, chúng ta cũng chỉ gom góp 30 loại, còn thiếu 6 loại. Hoa Thiên Bảo thở dài. Đại ca. Huyền dược sư không phải cũng tìm tới mấy loại sao? Nói không chừng có thể gom góp đủ. Hoa Thiên Minh vội vàng nói. Nếu có thể gom góp đủ mới là lạ chứ, lão tử vốn muốn hố các ngươi, khẳng định các ngươi sẽ không tìm những dược tài chân quý. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh, bất quá lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra. Ta đây cũng tìm 20 loại, Hoa gia chủ đem dược tài ngươi tìm tới lấy ra xem một chút, có thể hay không gom góp. Tiêu Phàm lặng lẽ nói, cũng không mảy may do dự, trực tiếp lấy ra 20 loại dược tài. Những dược tài này đúng là hắn hôm qua đi luyện dược sư công hội cùng tam đại thương hội mua, đương nhiên, chỉ là một chút dược tài bình thường mà thôi. Muốn Tiêu Phàm bỏ ra cái giá thật lớn đi cứu một cửu nhân, Tiêu Phàm không ngốc như vậy. Hoa Thiên Bảo cũng lấy ra 30 loại dược tài, Hoa Thiên Minh dựa theo phương thuốc so sánh. Hồi lâu... Hoa Thiên Minh lộ ra vẻ mặt đắng chát, nói, đại ca, chỉ có 31 loại. Ai, còn thiếu 5 loại. Tiêu Phàm thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khó coi, nói, Hoa gia chủ, nếu không như vậy đi, ta lại đi tìm xem, đáng tiếc tại hạ trên người không bao nhiêu hồn thạch, chờ ta tìm được, đến thời điểm đó thông chi các ngươi đi mua sắm. Thiên Minh, cầm 500 vạn thượng phẩm hồn thạch cho Huyền Dược Sư. Hoa Thiên Bảo hào sảng nói. 500 vạn thượng phẩm hồn thạch, đây chính là 5 ước trung phẩm hồn thạch đó. Cho dù Tiêu Phàm từng tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận, cộng lại cũng liền hơn 2.000 vạn thượng phẩm hồn thạch mà thôi. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, đại gia tộc đúng là bá khí, bên trong thập phần phong phú. Hoa gia chủ, cái này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngại ngùng. Huyền dược sư vì tiểu nhi bận rộn, coi như một chút tâm ý. Nếu là tìm dược tài còn mời Huyền dược sư thay mặt trả, sau khi quay lại sẽ trả gấp đôi cho Huyền dược sư. Hoa Thiên Bảo khoát tay một cái nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, chỉ cần ngươi tham tài chính là chuyện tốt, những hồn thạch này coi như đến tay ngươi, sau này chỉ cần ngươi trở thành luyện dược sư Hoa gia ta, không phải đều là của Hoa gia ta sao? Tiêu Phàm mặc dù không biết trong lòng Hoa Thiên Bảo tính toán, nhưng hắn cũng biết Hoa Thiên Bảo nhất định là muốn lôi kéo bản thân.
bằng không không có khả năng hào khí như thế. Đầu tiên là một gốc bát phẩm Ninh Thần Hoa, hiện tại lại là 500 vạn thượng phẩm hồn thạch, tương đương với nửa cây Ninh Thần Hoa rồi. Hoa gia chủ yên tâm. Tiêu Phàm vội vàng đáp. Không bao lâu, Hoa Thiên Minh mang tới 500 vạn thượng phẩm hồn thạch cho Tiêu Phàm, trong lòng hắn cũng thập phần khó chịu, dám dọa dẫm Hoa gia ta, đến thời điểm để ngươi xương cốt đều phun ra. Những hồn thạch này tạm thời đặt ở ta đây, nếu nhìn thấy dược tài thiếu khuyết, tại hạ nhất định mua xuống. Tiêu Phàm thu hồi 500 vạn thượng phẩm hồn thạch, loại cảm giác này khiến nộ khí trong lòng hắn biến mất không ít. Trước mặt Long Vũ thua thiệt, đến Hoa gia rốt cục tìm về một chút lợi tức, bất quá Tiêu Phàm không chỉ muốn 500 vạn thượng phẩm hồn thạch đơn giản như vậy. Đúng rồi, Hoa gia chủ, ta lại đi nhìn Hoa thiếu gia, có lẽ tình huống có chuyển biến tốt đẹp cũng khó nói. Tiêu Phàm lại nói, đi theo ta. Hoa Thiên Bảo tự nhiên là không chút do dự, hắn sợ Hoa thiếu phi xảy ra bất cứ vấn đề gì. Không bao lâu Tiêu Phàm đi tới trước giường bệnh Hoa thiếu phi, quan sát hồi lâu, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi, điều này khiến trong lòng Hoa Thiên Bảo vô cùng khẩn trương. Huyền Dược Sư, thế nào? Hoa Thiên Bảo vội vàng hỏi. Ai, Hoa thiếu gia tình huống không thể lạc quan, tỏa hồn châm so với ta nghĩ còn bá đạo hơn, đang từ từ tổn hao kinh mạch, đã không cho phép chậm trễ nữa rồi. Tiêu Phàm thở dài. Huyền Dược Sư, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Hoa Thiên Bảo lập tức lo lắng vô cùng. Khó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm lắc đầu, lúc này đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa như linh quang thoáng hiện, đúng rồi, ta nghĩ đến một biện pháp. Dược tài trên phương thuốc trước đó trong thời gian ngắn tìm không thấy, nhưng có thể dùng dược tài khác thay thế. Nói đến đây, Tiêu Phàm mềm xuống, nhìn Hoa thiếu phi trên giường bệnh, chậm chạp nói, đáng tiếc. Về thời gian sợ là không kịp, còn chưa động thủ kinh mạch Hoa thiếu gia liền triệt để bị phế. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hai người nhìn nhau, cuối cùng Hoa Thiên Bảo nói ra, Huyền Dược Sư, bảo khố dược tài Hoa gia không ít, ta đây liền mang ngài đi chọn. À, nghe thấy Hoa Thiên Bảo nói, con người Tiêu Phàm sáng lên, lập tức lại liền vội vàng lắc đầu nói, như vậy sao được, ta một ngoại nhân sao có thể đi tới nơi cơ mật như này. Các người tự đi chọn đi, chỉ cần dược tính không kém nhiều là được. Muốn khảo nghiệm ta, dù sao ta cũng không vội, xem ai không nhịn được trước. Huống chi, muốn tìm dược tài có dược tính tương tự cũng không dễ. Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, rất có vài phần đắc ý. Hắn trước đó đưa ra phương thuốc cũng đã nghĩ đến hôm nay. Phương thuốc kia có mấy loại dược tài thập phần chân quý. Cho dù luyện dược sư công hội cùng tam đại thương hội cũng chưa chắc có thể mua được. Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ tìm được cớ thừa cơ lẫn vào bảo khố Hoa gia nhìn một cái, vạn nhất có cái gì tốt liền trực tiếp kiếm cớ lấy đi. Lấy sự sủng ái của Hoa Thiên Bảo đối với Hoa thiếu phi, nhất định sẽ không thể không buông. Trong lòng có lửa giận cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, đến thời điểm chờ chữa cho tốt Hoa thiếu phi, sẽ tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Bất quá! Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có ý định chữa cho khỏi cho Hoa thiếu phi, đợi thời hạn một tháng đi qua, hắn trực tiếp liền rời Long Hoàng Đế Đô, đến thời điểm đó, Hoa gia muốn tìm hắn cũng căn bản tìm không thấy. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm tham lam, hai người hận không thể một cái tát chết hắn, nhưng lại không dám tùy tiện đắc tội Tiêu Phàm. Thậm chí, hai người trong lòng đang nghĩ, tiểu tử này không phải là cố ý kiếm cớ tiến vào bảo khố nhà mình à. Thế nhưng vì an nguy Hoa thiếu phi, bọn hắn thật đúng là không cách nào cự tuyệt. Huyền Dược Sư, chúng ta cũng không hiểu dược tính dược tài, dược sư trong gia tộc mặc dù hiểu một chút nhưng chưa chắc có thể đạt tới yêu cầu của ngươi, nếu không như vậy đi, ta cùng ngươi đi tìm. Hoa Thiên Bảo nói ra, có lão tử, coi như ngươi ngấp nghé bảo khố Hoa gia cũng không thể gây được bất kỳ gợn sóng gì. Trong lòng Tiêu Phàm đắc ý cười lên, chỉ là mặt ngoài lại do dự. Hồi lâu mới nói, vậy được rồi, đắc tội. Không biết bên trong bảo khố Hoa gia có cái gì tốt, bát phẩm linh dược, bát phẩm hồn binh. Trong lòng Tiêu Phàm đã bắt đầu méo mó. Dưới sự hướng dẫn của Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh, ba người xuyên qua tầng tầng thủ vệ, rốt cục đi tới một tòa cung điện cực kỳ kín đáo phía trước. Bốn phía cung điện nhìn như thập phần bình thường nhưng hồn lực Tiêu Phàm đã sớm âm thầm phát hiện có 10 cường giả,
mặc dù ẩn nấp rất tốt nhưng vẫn chạy không khỏi sự cường đại linh giác của Tiêu Phàm. Từng người đều là chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên, muốn xông vào trừ phi là chiến đế, bất quá, ta sẽ không xông vào. Trong lòng Tiêu Phàm cười lên, thậm chí trên mặt đều lộ ra một tia vui vẻ. Huyền Dược Sư đang suy nghĩ gì mà buồn cười như thế? Hoa Thiên Minh đột nhiên hỏi, trong lòng vô cùng khó chịu, tiểu tử này nhìn qua căn bản không phải tới chọn dược tài, mà là đến ăn cướp bảo khố. Mà mẹ nó, bị phát hiện rồi, phải khiêm tốn một chút. Tiêu Phàm giật mình, vội vàng cười nói, khiến Hoa Nhị Gia chê cười, tiểu tử chưa thấy qua cái gì lớn trong đời, hôm nay có thể thấy bảo khố Hoa Gia, trong lòng tiểu tử tự nhiên cao hứng. Ngươi là cao hứng vì có thể bắt chẹt thêm nhiều thứ chứ gì? Trong lòng Hoa Thiên Minh khinh thường, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hoa Thiên Bảo lấy ra chìa khóa mở cửa cung điện, Tiêu Phàm cẩn thận chú ý đến nhất cử nhất động Hoa Thiên Bảo, rất hiển nhiên, chìa khóa là ở trên người Hoa Thiên Bảo, muốn có được chìa khóa này rất phiền phức. Nhìn việc này còn phải chờ bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Huyền Dược Sư, mời. Hoa Thiên Bảo chạy tới cửa bảo khố. Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự đi vào. Khi hắn nhìn thấy bảo khố Hoa Gia to lớn và giàu có cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Cung điện kiến tạo thập phần đơn giản, trung tâm đại sảnh trưng bày 4 hàng giá gỗ nhỏ hùng vĩ, phía trên giá gỗ rực rỡ muôn màu, có vật liệu rèn đúc cũng có hồn binh, đồng dạng còn có đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ. Thậm chí, còn có rất nhiều đồ vật hắn đều không rõ. Hơn nữa, hai bên đại sảnh còn có 2 hàng tủ khóa rất nhỏ, mỗi cái đều khóa chặt một đồ vật. Nhất định là bất phàm. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, trong lòng hai huynh đệ Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh một trận xem thường, quả nhiên là nhà quê không gặp qua việc đời. Huyền Dược Sư, dược tài ở chỗ này. Hoa Thiên Minh hoàn toàn nhìn không được, mở miệng đem tâm thần Tiêu Phàm kéo trở về. Không hổ là thế gia, tiểu tử được mở mang hiểu biết. Tiêu Phàm mỉm cười, trong lòng phán đoán nói, không biết đem những đi. Người Hoa Gia sẽ có vẻ mặt gì đây? Ân, mới vừa đi ra một bước, tâm thần Tiêu Phàm hơi động một chút, bởi vì bạch thạch bên trong hồn hải rung động một cái, hơn nữa tản ra bạch mang hừng hực. Tiêu Phàm rất rõ ràng đồ vật có thể làm cho bạch thạch sinh ra dị động đều sẽ không bình thường, giống như thiên nhiên hồn tủy, như thần bí tiểu đỉnh, còn có hôm đổ thạch phát hiện thất thải long văn mộc cùng tiên thiên kiếm thai, đều không phải phàm phẩm. Năng lực bạch thạch được một lần lại một lần nghiệm chứng. Mỗi lần đều không khiến Tiêu Phàm thất vọng. Hơn nữa, giờ phút này bạch thạch phát ra quang mang hừng hực, so với lúc phát hiện thất thải long văn mộc cùng tiên thiên kiếm thai còn muốn chói mắt hơn. Có bảo bối khó lường. Trong lòng Tiêu Phàm gần như gào thét, nhịp tim có chút tăng tốc, thiếu chút nữa thì xông vào trong cung điện. Chỉ là vừa mới chuẩn bị phóng một bước, Tiêu Phàm liền run run, hắn lúc này mới phát hiện. Bên cạnh mình còn có 2 cường giả hoàng phủ chiến hoàng trở lên nhìn chằm chằm mình, nhất là Hoa Thiên Bảo, Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn không thấu. Muốn có được đồ vật này không có dễ dàng như vậy. Tỉnh táo, nóng vội ăn không được. Trong lòng Tiêu Phàm một lần lại một lần an ủi bản thân để bản thân bình tĩnh lại. Huyền Dược Sư, 2 hàng này đều là dược tài, 2 hàng là một chút hồn binh còn có đồ vật cổ quái kỳ lạ, nếu như Huyền Dược Sư thích cái gì. Đồ vật trong đại sảnh, Huyền Dược Sư có thể tùy ý chọn một kiện. Hoa Thiên Bảo giới thiệu nói, ngữ khí thập phần hào sảng. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Hô hấp Tiêu Phàm có chút gấp gấp rút, trong lòng kích động không hiểu, thật đúng là ngủ gật lập tức có người đưa gối đầu. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch, Hoa Thiên Bảo nói là đồ vật trong đại sảnh có thể tùy ý tuyển một kiện, đồ vật cạnh đại sảnh ngoài điện hiển nhiên là không cho hắn chọn. Đồ tốt Hoa gia khẳng định ở bên trong điện, trong lòng Tiêu Phàm thập phần khẳng định, về phần đồ vật làm bạch thạch phát sáng vậy liền không nhất định. Có câu nói này của Hoa Thiên Bảo, Tiêu Phàm qua một lúc tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả đem đồ vật trong đại sảnh từng cái đảo qua. Hai vị chờ ta chốc lát, ta trước tìm dược tài. Tiêu Phàm còn nói thêm, nếu như hắn thực sự là tìm dược tài, đoán chừng đã không có bất kỳ cái gì tâm tư đặt ở trên dược tài nữa rồi. Cũng may hắn trị liệu vấn đề Hoa Thiếu Phi căn bản không cần linh dược gì mà thôi, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay lấy ra 3 cây tỏa hồn châm. Nhìn thấy Tiêu Phàm tại 2 hàng chứa dược tài tìm kiếm,
hai người Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Đại ca, hiện tại ta mới tin tưởng, tiểu tử này có lẽ thực chỉ là một tên nhà quê, ngươi thu mua hắn, hắn nhất định sẽ ở lại vì Hoa gia ta cống hiến sức lực. Hoa Thiên Minh truyền âm nói với Hoa Thiên Bảo. Ngươi đều có nhược điểm, nếu như hắn thật có thể giải quyết vấn đề thiếu phi thì chí ít cũng là thất phẩm luyện dược sư. Trong đại sảnh lại không có đồ vật chân quý, đừng nói một kiện, coi như đưa cho hắn 10 cái thì như thế nào. Trên mặt Hoa Thiên Bảo lộ ra thần sắc tự tin. Nếu như để hắn biết khẩu vị Tiêu Phàm không chỉ là bảo khố ở đại sảnh, mà là toàn bộ bảo khố, không biết bọn hắn cảm tưởng thế nào. Thời gian thong thả trôi qua, một lúc lâu sau, Tiêu Phàm cơ hồ đem hai hàng dược tài trên giá gỗ tất cả đều nhìn một lần, trong lúc đó thừa dịp hai người không chú ý, Tiêu Phàm còn làm mấy cái tiểu động tác. Quả nhiên như hắn sở liệu, hai hàng thất phẩm linh dược trên giá gỗ đều rất ít, chỉ có 4 cây. Bất quá Tiêu Phàm không chút khách khí, trực tiếp đem 4 cây dược tài lấy đi, về phần lục phẩm linh dược ngược lại không ít, Tiêu Phàm cũng lấy tầm 10 gốc. Một cử động kia khiến huynh đệ Hoa Thiên Bảo hai người thập phần khó chịu, bất quá lại không thể làm gì. Tiêu Phàm cũng giống như nhìn ra hai người khó chịu, thở dài nói ai, không có 5 loại linh dược còn lại, chỉ có thể dùng 10 mấy loại góp cho đủ số. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hiển nhiên không tin, bất quá cũng không có phá, chỉ cần Tiêu Phàm có thể cứu chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi, vài cọng linh dược lại như thế nào. Hoa gia chủ, cái này, Tiêu Phàm há miệng muốn nói, lại không dám nói tiếp, chỉ là con ngươi thỉnh thoảng quét về phía hai hàng giá gỗ khác. Hoa Thiên Bảo chỗ nào còn không biết ý tứ tiểu tử này, đoán chừng không hố một kiện đồ vật là không muốn rời bảo khố. Huyền dược sư xin cứ tự nhiên. Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nếu như không phải Hoa Thiên Bảo quá quan tâm nhi tử bảo bối của hắn, nào sẽ để Tiêu Phàm hung hăng càn quấy như thế. Đã sớm coi Tiêu Phàm là một con ruồi, một bàn tay chụp chết. Tiêu Phàm ốc còn không mang nổi mình ốc, hướng về hai hàng giá gỗ nhỏ khác đi đến. Một đường tìm kiếm dược tài, tâm tư hắn lại một mực xác định bảo bối bạch thạch cảm ứng kia, hắn trong lòng đã đại khái xác nhận vị trí. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp hướng tới nơi đó, mà là tha một vòng, cái nào cũng sờ sờ, cũng xem, tựa như mỗi kiện vật phẩm đều yêu thích không buông tay. Nửa nén hương thời gian, Tiêu Phàm rốt cục chất đầy đồ vật mới dừng lại, còn người hắn rơi vào một khối tảng đá đen xì. Thạch đầu dài ước chừng 1 thước, rộng 3 tấc, cao khoảng 1 tấc, toàn thân đen kịt, nhìn qua bình thản vô thường, bất quá khóe miệng Tiêu Phàm có chút co lại. Mẹ, đây không phải cục gạch kiếp trước à, chỉ là màu đen mà thôi, đồ vật này cũng đặt ở trong bảo khố. Trong lòng Tiêu Phàm chậm chạp nói. Sau đó ánh mắt quét qua, rơi vào một mảnh bạch ngọc bên trên tảng đá, ngọc phiến lớn cỡ bàn tay, phía trên bình thản không có gì lạ, căn bản không có cái gì đặc biệt khác. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, bạch thạch sở dĩ sinh ra dị động chính là bởi vì ngọc phiến bạch sắc này. Huyền dược sư coi trọng khối hắc thạch này. Hoa Thiên Bảo đi qua, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là coi trọng cục gạch màu đen. Đá màu đen là một kiện kỳ vật, thủy hỏa bất xâm, chú tạo sư đều không làm gì được, có lẽ trong tay huyền dược sư có thể rực rỡ hào quang. Hoa Thiên Minh cũng vội vàng nói, trong lòng buông lỏng một hơi. Cục gạch màu đen căn bản không có cái gì đặc biệt khác, nếu như hữu dụng cũng sẽ không bị bỏ qua như thế này. Đúng vậy, mắt nhìn của ta cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười cười nói, trực tiếp cầm lấy đá màu đen. Bất quá tâm thần hắn lại đặt trên bạch sắc ngọc phiến. Sau một khắc khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là, bạch thạch rốt cuộc lại lóe lên, sáng tối chập chờn. Đồ vật này cũng là bảo bối. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, khó trách Hoa Thiên Minh nói thủy hỏa bất xâm, chú tạo sư đều không thể làm gì, có lẽ đồ vật này thật đúng là không đơn giản. Nếu huyền dược sư ưa thích, vật huyền dược sư mang đi là được. Hoa Thiên Minh cũng khó hào sảng một lần. Nhưng mà Tiêu Phàm chính là dối dám, ai, đá màu đen mặc dù là kỳ vật nhưng tại hạ vẫn là ưa bạch sắc ngọc phiến, dùng để làm đồ trang sức trên người. Thần sắc Tiêu Phàm giàu gì cũng không phải đang làm giả, bởi vì hai loại đồ vật này hắn thực đều muốn lấy được. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh chỗ nào không biết ý nghĩ Tiêu Phàm, tiểu tử này là muốn lấy cả 2 loại. Huyền dược sư, bạch ngọc đâu đâu cũng có,
chỉ là noãn ngọc bình thường mà thôi, người nếu ưa thích, mang đi là được. Hoa Thiên Bảo thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Làm sao có ý tốt? Tiêu Phàm vội vàng nói, bất quá động tác trên tay lại không chậm, nắm hai loại đồ vật, chuẩn bị trực tiếp hướng bên trong hồn giới ném vào. Chỉ là khi tay sờ đến bạch sắc ngọc phiến, bạch thạch lại là tản ra quang mang hừng hực, một cỗ sóng xung kích đáng sợ xông thẳng não hải Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm dường như nhìn thấy một mảnh rộng lớn thiên khung, một đạo thân ảnh uy vũ bá đạo lơ lửng trên không trung, người hắn khoác hoàng kim chiến giáp, mái tóc màu đen đón gió phiêu động, quanh thân sấm sét vang dội, trong tay nắm lấy một cây hoàng kim chiến kích to lớn, chiến ý trùng thiên. Trên người hắn phát ra khí tức khiến nội tâm Tiêu Phàm phát ra sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi. Tu luyện tới bây giờ, đồ vật chân chính khiến Tiêu Phàm sợ hãi còn chưa bao giờ có, nhưng người này vẻn vẹn là một cái bóng mờ liền để tâm gan hắn phát lạnh. Lặng yên vận chuyển hồn lực, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống. Chiến thiên kích, trong lòng Tiêu Phàm sợ hãi giống, liếc mắt liền nhận ra chiến kích trong tay nam tử hoàng kim chiến giáp là vật gì. Chính là chiến thiên kích của bàn tử. Chiến thiên kích là vật truyền thừa của chiến tộc, làm sao có thể trên tay một nam tử được. Hắn cũng là chiến tộc. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì, nhìn bạch sắc ngọc phiến trong tay, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Huyền Dược Sư, chúng ta đi thôi, bệnh tiểu nhi còn phiền Huyền Dược Sư. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên thất thần, còn tưởng rằng Tiêu Phàm lại suy nghĩ đến mấy món đồ khác. Hoa Thiên Minh cũng xem thường một trận, bọn hắn căn bản không biết hắn phát sinh cái gì. Được, chúng ta đi. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn đại khái đoán được bạch sắc ngọc phiến là cái gì. Ngọc phiến này cùng vô tận chiến điển cuối cùng biến thành trang sách vàng óng không sai biệt lắm, nếu như thực sự là chiến tộc mà nói, vậy cái bạch ngọc này hẳn là công pháp truyền thừa của chiến tộc, chiến thiên bí điển. Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc không thôi, nếu như đồ vật này thực sự là chiến thiên bí điển, người Hoa gia vì sao không phát hiện ra? Dù sao đồ vật đặt ở chỗ này, người Hoa gia cũng nên chạm qua mới đúng. Chẳng lẽ ta có cái gì đặc thù, là vô tận chiến hồn hay là bạch thạch? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, vấn đề này hắn trong thời gian ngắn không có khả năng nghĩ ra. Mặc kệ, đồ vật này giao cho lão nhị để hắn thử một lần liền biết, dù sao. Hắn thức tỉnh chiến tộc huyết mạch. Bàn tử thức tỉnh chiến tộc huyết mạch, nếu như hắn tu luyện chiến thiên bí điển, khả năng thành công sẽ vô cùng lớn. Thời khắc Tiêu Phàm trầm tư, Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh đã mang theo hắn rời bảo khố cũng đúng lúc này, bên trong bảo khố, một hộp gỗ trên giá đột nhiên mở ra, một người gỗ cao ba tấc đột nhiên đứng dậy, sau một khắc, sự tình quỷ dị phát sinh, chỉ thấy người gỗ đột nhiên giãy giụa đầu, tựa như sống lại. Nhìn kỹ, đầu gỗ này cùng người thực không khác, chỉ là bộ dáng thu nhỏ mà thôi, hơn nữa, trên cổ đầu gỗ còn mang theo một chiếc nhẫn. Nếu để cho huynh đệ Hoa Thiên Bảo nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, chiếc nhẫn kia không phải giới chỉ bình thường, mà là một chiếc hồn giới. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Nguyên một đám tiểu mộc đầu từ bên trong hộp gỗ đi ra, nếu để cho hai huynh đệ Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh nhìn thấy. Nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm rời Hoa gia bảo khố liền muốn một gian mật thất luyện chế một lò đan dược. Đương nhiên, ở bên trong bảo khố Hoa gia lấy được thất phẩm linh dược, Tiêu Phàm tự nhiên dùng hết. Dù là Hoa gia trước đó chuẩn bị vài cọng thất phẩm linh dược, Tiêu Phàm cũng thu hồi. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm đại công cáo thành mở cửa phòng. Làm sao thúi như vậy? Hoa Thiên Minh bên ngoài mật thất chờ đợi bị sặc không nhẹ. Không khỏi rút lui mấy bước. Hoa nhị gia, cái này là đồ tốt, mặc dù thối nhưng bổ sung huyết khí, hết sức hữu dụng. Tiêu Phàm cười ha ha nói, mặc dù nói đơn giản, nhưng bản thân hắn kỳ thật cũng bị sặc đến không nhẹ. Trong tay hắn cầm một viên dược hoàn đen thui, viên thuốc này đúng là thất phẩm đan dược, nhưng lại không phải bổ sung khí huyết, mà là dùng để thông dạ dày. Tiêu Phàm có thể tưởng tượng, nửa tháng tới, Hoa Thiếu Phi mỗi ngày đều sẽ có 8 canh giờ ngồi trong toilet. Thật hay giả, Hoa Thiên Minh một mặt không tin nói. Nếu không ngươi thử xem, dù sao ta luyện chế không ít khỏa bổ khí thông hồn đan. Tiêu Phàm cười nói, thêu dệt một cái tên. Không không không, dược hoàn quý giá như vậy,
cho Thiếu Phi ăn đi, ta không cần lãng phí. Hoa Thiên Minh lập tức cự tuyệt nói. Trong lòng Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, sau đó theo Hoa Thiên Minh dẫn đầu đến gian phòng Hoa Thiếu Phi, Hoa Thiên Bảo đã chờ đợi lâu. Huyền Dược Sư, như thế nào? Hoa Thiên Bảo vội vàng đi qua. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Phàm cười nói, sau đó đưa tay tại ngực Hoa Thiếu Phi vỗ một cái. Hoa Thiếu Phi trong nháy mắt tỉnh lại, thân thể cuộn thành một đoàn, đang không ngừng run rẩy. Chít chít như tiếng gọi hầu tử bực bội, sau đó lại truyền ra âm thanh cười ha ha, chỉ là tiếng cười đã có chút khàn khàn, cái gọi là cười rút, chính là loại tình hình hiện tại này. Tiêu Phàm không chút do dự đem cái viên kia gọi là bổ khí thông hồn đan trong tay nhét vào trong miệng Hoa Thiếu Phi, một tay khác vịn phía sau lưng Hoa Thiếu Phi bắn ra một đạo hồn lực, giải khai huyệt cười của Hoa Thiếu Phi. Hoa Thiếu Phi co rút mấy lần, lập tức khôi phục bình tĩnh nhìn Hoa Thiên Bảo, thiếu chút nữa thì khóc lên, kêu lên, cha. Thiếu Phi, người không sao rồi. Hoa Thiên Bảo kinh ngạc nhìn Hoa Thiếu Phi, một mặt kỳ lạ, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Huyền Dược Sư, đa tạ ân cứu mạng. Hoa gia chủ cao hứng quá sớm, ta hiện tại chỉ là chữa một chút kinh mạch Hoa Thiếu gia mà thôi, bất quá tạm thời huyết khí không có vấn đề gì. Chỉ cần mỗi ngày ăn bổ khí thông hồn đan ta luyện chế, kiên trì nửa tháng thì nắm chắc rút ra 3 cây tỏa hồn châm. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm rất muốn cười, nhưng lại không dám cười. Nhất định, nhất định. Hoa Thiên Bảo vội vàng nói, Thiếu Phi, còn không tạ ơn Huyền Dược Sư. Không, là Huyền Tông Sư, có thể luyện chế thất phẩm đan dược, không phải Tông Sư thì là cái gì chứ? Đa tạ Huyền Tông Sư. Hoa Thiếu Phi do dự một cái, đối với Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Sau đó Hoa Thiếu Phi lại đột nhiên nhìn về phía Hoa Thiên Bảo nói, cha, ngươi nhất định phải thay ta báo thù, tiểu tử kia cố ý đùa giỡn ta. Không giết tiểu tử kia, cục tức trong lòng ta không mất được. Chỗ sâu con người Tiêu Phàm lóe qua một vòng lãnh quang, trong lòng lạnh giọng nói, vừa mới thức tỉnh đã muốn giết ta, nửa tháng này còn kéo dài thêm mấy ngày mới được. Thiếu Phi, người yên tâm, nhị thúc hiện tại đang tìm hắn, chỉ cần tìm ra hắn, cho dù đế chủ muốn đỡ cho hắn, ta cũng phải hắn sống không bằng chết. Không đợi Hoa Thiên Bảo mở miệng, Hoa Thiên Minh liền cực kỳ bá đạo nói ra. Ta biết nhị thúc tốt với ta nhất, ta muốn tự tay giết hắn, lấy hắn ra, rút hắn gân. Trong con người Hoa Thiếu Phi sáng lấp lóa, trên mặt đều là nụ cười dữ tợn. Phốc, cũng đúng lúc này, sau lưng Hoa Thiếu Phi đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quái dị, hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng tấp nập, trong không khí tràn ngập một loại vị đạo quái dị. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị chạy tới cửa ra vào, nói, đúng rồi. Hoa Thiếu gia, cho người ăn bổ khí thông hồn đan mặc dù đối với huyết khí cùng sinh cơ có chỗ tốt, nhưng đối với dạ dày sẽ có chút tác dụng phụ. Phốc, lại một tiếng, Hoa Thiếu Phi đứng dậy, cực tốc hướng nhà xí đi đến, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh. Kéo chết ngươi danh con, trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, nguyên bản hắn chỉ muốn giáo huấn Hoa gia, chờ sau khi móc sạch bảo khố Hoa gia thì sẽ chữa cho tốt bệnh Hoa Thiếu Phi. Nhưng Tiêu Phàm bây giờ lại thay đổi chú ý, tên gia hỏa này hận không thể giết mình, không chơi hắn một phen, thì thực cho rằng bản thân dễ ức hiếp. Hoa gia chủ, nhớ kỹ mỗi ngày cho Hoa Thiếu gia uống thuốc, hơn nửa tháng ta lại đến thời điểm nhất định thuốc đến bệnh trừ. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, thời gian đã muộn, tại hạ cũng nên cáo từ. Huyền Tông Sư, nếu không liền lưu tại Hoa Phủ, ta gọi mấy người đẹp hảo hảo phục thị ngươi. Chúng ta còn chưa cảm tạ ngươi. Hoa Thiên Minh nói ra. Quả nhiên là muốn mời chào ta. Trong lòng Tiêu Phàm cười thầm, bất quá hắn mặt ngoài lại lộ ra vẻ động dung, cuối cùng lại lắc đầu nói, đa tạ Hoa nhị gia, chờ chữa cho tốt thiếu gia, chúng ta lại hảo hảo uống mấy chén. Ha ha, nhất định, nhìn thấy Tiêu Phàm xưng Hoa Thiếu Phi làm thiếu gia, Hoa Thiên Minh lập tức cười lên, bởi vì đây là Tiêu Phàm ám chỉ hắn, ta nguyện ý gia nhập Hoa Phủ. Bằng không, Tiêu Phàm làm sao có thể xưng hô Hoa Thiếu Phi làm thiếu gia? Hiện tại ta còn có chút việc, trước hết cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, sau đó bị Hoa Thiên Minh đưa ra Hoa Phủ. Rất nhanh, Hoa Thiên Minh lại nhớ tới trong sân nói, đại ca, tiểu tử này nhìn đến vẫn là rất nguyện ý gia nhập Hoa gia, đến thời điểm ấy cho hắn mấy thị nữ,
cam đoan đuổi hắn đều sẽ không rời đi. Như thế tốt lắm. Hoa Thiên Bảo gật đầu, trong lòng vẫn có chút không quá tin tưởng Tiêu Phàm, lại nói, sự tình Tiêu Phàm như thế nào. Hoa Thiên Minh đắng chát vô cùng, lắc lắc đầu nói, đại ca, Tiêu Phàm không thấy, từ vài ngày trước cũng không thấy tăm hơi, hiện tại căn bản tìm không thấy hắn, có lẽ đã rời Long Hoàng Đế Đô. Không có khả năng rời đi, hắn là đến tham gia sát phương thí luyện, còn chưa chờ đủ một tháng khẳng định còn trong Long Hoàng Đế Đô, tìm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra hắn. Hoa Thiên Bảo lạnh giọng nói. Vâng, đại ca, Hoa Thiên Minh gật đầu. Huyền Hoàng có thể chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi, Tiêu Phàm cũng không cần giữ lại, chỉ là bọn hắn không biết, Huyền Hoàng chính là Tiêu Phàm bọn hắn muốn tìm. Tiêu Phàm rời Hoa ra, trực tiếp thẳng trở lại khách sạn, khởi động hồn giới trong phòng nhỏ, lại khôi phục hình dạng như cũ. Trong tay hắn cầm khối cục gạch đen thui, dò xét hồi lâu nhưng căn bản nhìn không thấu cục gạch này. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, nói, đồ vật này có thể làm cho bạch thạch dị động, hẳn là bất phàm đi, chẳng lẽ có đồ vật ở trong gạch. Nghĩ vậy Tiêu Phàm liền không biết làm sao, cục gạch đen là thủy hỏa bất xâm, chú tạo sư đều không làm gì được nó, hắn làm thế nào được. Không thể không nói, trọng lượng cục gạch thật đúng là nặng, nếu là dùng để vỗ đầu, đoán chừng người bình thường cũng chịu không nổi. Ước lượng lấy cục gạch đen trong tay, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn luôn cảm giác gạch đen bất phàm, trong lòng làm quyết định lần sau nhất định phải tìm cơ hội thử dùng gạch đen đập người sẽ có cảm giác gì. Tiêu Phàm tạm thời giải quyết sự tình Hoa Thiếu Phi, 7 ngày tiếp theo, hắn ngược lại cũng coi như nhẹ nhõm, một mực ở trong khách sạn tu luyện. Lần trước mượn nhờ Ninh Thần Hoa lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý, mấy ngày này, Tiêu Phàm rốt cục lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý. Một khi hắn đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, chính là hoàng phủ chiến hoàng. Nếu như không phải áp chế tu vi, hắn hiện tại tùy thời đều có thể bước vào chiến hoàng hậu kỳ, thậm chí bắn vào chiến hoàng đỉnh phong. Chỉ là đối với tam trọng bất hủ kiếm ý, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ ý nghĩ gì. Thật muốn vòng thứ nhất nhanh đi qua, quá dày vò rồi, hiện tại mới hơn nửa tháng, tại sao ta cảm giác đã qua nhiều năm như vậy? Tiêu Phàm duỗi người một cái, biến hóa dung mạo, đem hồn điêu thú U Linh Nhất Hào thu nhập bên trong hồn giới, liền ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày hắn cùng Long Vũ ước định kỳ hạn, mấy ngày này, Tiêu Phàm một mực nghĩ một vấn đề, chính là không nên đi đế cung. Lời nói của Long Vũ lúc ấy còn quanh quẩn trong não hải Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không tin tưởng trên đời có sự tình cổ quái như vậy. Chỉ gặp qua bản thân một lần, tuyệt thế mỹ nữ nói muốn gả cho hắn, nếu là kiếp trước, nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ Long Vũ, Tiêu Phàm có lẽ còn động tâm. Nhưng là đương thời, tâm hắn đã kiên định tới cực điểm, cả trái tim cũng chỉ có thể dung nạp một người tiểu ma nữ, mặc kệ Long Vũ có phải thật hay không, Tiêu Phàm đều chỉ xem như một chuyện cười. Đi thôi, miễn tiếp tục bị Long Vũ đùa giỡn. Thậm chí bại lộ thân phận bản thân. Một khi để Đại Long Đế chủ biết rõ chính mình kém chút giết con trai Long Tiêu của hắn, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ trực tiếp bị làm thịt. Nhưng nếu không đi, huyết yêu nhiêu sinh tử chưa biết, không chỉ là hắn còn thiếu mệnh huyết yêu nhiêu, những ngày qua đến nay, hắn cũng coi huyết yêu nhiêu là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn sẽ toàn lực giúp đỡ. Kệ đi, nghĩ nhiều như vậy không có giá trị, Long Vũ nếu quả thật muốn giết ta. Cũng không cần chờ nhiều ngày như vậy. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Sau đó ra khỏi phòng, đi đến thẳng hướng đế cung. Đi tới cửa ra vào đế cung cùng Long Vũ ước định, Tiêu Phàm phát hiện, Long Vũ ngồi ở một cỗ xe ngựa tráng lệ, có vẻ như đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Tiêu Phàm, Long Vũ kìm lòng không được cười lên. Ta biết ngươi sẽ đến. Long Vũ khẽ cười nói. Bên cạnh, trong mắt mấy hạ nhân lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn sáng sớm liền đến cửa ra vào chờ đợi, vốn cho là vị đại nhân vật nào muốn tới, làm trong lòng bọn hắn khá là chờ mong. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, người Long Vũ đang chờ đợi lại là một tên tiểu bạch kiểm. Tiêu Phàm không nói, trực tiếp đi đến xe ngựa, nói quá nhiều sẽ bại lộ càng nhiều, còn không bằng không nói. Long Vũ cười khẽ, giống như tiểu tinh linh linh động, bất quá trong con ngươi nàng lại lóe qua một vòng quang mang cơ trí. Xe ngựa chậm chậm tiến lên, xuyên qua tầng tầng cung điện, sau nửa ngày, ở một tòa cung điện vĩ đại trước mặt dừng lại. Đông cung. Nhìn hai chữ to bên trên bảng hiệu,
Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Long Tiêu thụ thương cũng có mấy tháng, lại còn đợi tại Đông Cung, thực lực Long Thần cũng không yếu, vì sao không để cho hắn đảm nhiệm người thừa kế hợp pháp thứ nhất đây? Có lẽ là khinh thường đi, Long Thần thật đúng là kỳ lạ. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, Long Thần cho hắn một loại cảm giác, chính là thần bí khó lường, lạnh lùng đạm nhiên, không tranh quyền thế càng là đặc điểm lớn nhất. Tiêu Phàm gặp rất nhiều đệ tử bên trong đại gia tộc, phần lớn người đều tranh đoạt quyền thế gia tộc, bàn tử xem như một trường hợp đặc biệt, nhưng cuối cùng lại bị Nam Cung Thiên Giật làm hại rất thảm. Thế nhưng Long Thần thân ở Đại Long đế tộc Long gia, lại một bộ vượt khỏi trần gian, điều này quá khó được. Đương nhiên, cũng có khả năng Long Thần tâm cơ càng sâu, chỉ là ẩn tàng rất tốt mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của Long Vũ, Tiêu Phàm cùng đi theo vào, trên đường đi cũng không ai dám cản. Không bao lâu, Tiêu Phàm đi tới một gian phòng ngủ, vừa tới cửa ra vào, một cỗ mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt, không cần nghĩ cũng biết rõ trong gian phòng đó chính là Long Tiêu. Đại Long đế chủ cùng Long Thần vậy mà không tới. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động, cũng thở phào. Yên tâm, chỉ có ta mà thôi. Long Vũ liếc mắt liền nhìn tâm tư Tiêu Phàm, cũng biết rõ Tiêu Phàm đang lo lắng cái gì. Ngươi có thể đừng thông minh như vậy hay không? Tiêu Phàm liếc Long Vũ, Long Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt đẹp chớp, dường như đang nói chuyện, cho dù mang mạng che mặt, cũng hiện ra một tia động nhân khó mà hình dung. Tiêu Phàm nhìn bốn phía nói, bằng hữu ta đâu? Hiện tại còn băn khoăn bạn gái của ngươi. Yên tâm, ngươi trước nhìn vấn đề đại ca ta một chút, qua một lúc dẫn ngươi đi. Long Vũ ăn dấm nói, tựa như tiểu oán phụ. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm căn bản không để ý, vấn đề Long Tiêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng, lúc đầu bị hắn làm trọng thương, lục phủ ngũ tạng thụ thương, kinh mạch và hồn hải thiếu chút nữa cũng bị hủy. Nếu như không phải cuối cùng Long Thần mở miệng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nếu là bị hắn gây thương tích, Tiêu Phàm muốn cứu hắn cũng không khó, kinh mạch và hồn hải thụ thương luyện dược sư khác nhìn đến, muốn chữa khỏi hẳn là thập phần gian nan. Nhưng hiện tại trong mắt Tiêu Phàm chỉ là thương thế bình thường nhất mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm lấy ra một long văn châm cắm vào vị trí hồn hải Long Tiêu, từng tia hồn lực dọc theo long văn châm rót vào hồn hải cùng kinh mạch hắn, rất nhanh tràn ra tứ chi. Sau nửa canh giờ, hồn hải cùng kinh mạch Long Thần liền được chữa trị hoàn toàn, về phần lục phủ ngũ tạng, Tiêu Phàm lại không quan tâm. Tiêu Phàm lấy ra giấy bút, lưu loát viết một cái toa thuốc, đưa cho Long Vũ nói. Dựa theo phương thuốc này lấy 3 phục dược, 3 bát ngao thành 1 bát, mỗi ngày 3 lần, sau 3 ngày có thể khỏi hẳn. Hiện tại dẫn ta đi gặp nàng. Nàng trong miệng Tiêu Phàm tự nhiên là Huyết Yêu Nhiêu, chỉ là hắn cũng không muốn để lộ thân phận Huyết Yêu Nhiêu. Như vậy là xong rồi. Long Vũ một mặt không tin nhìn Tiêu Phàm, phải biết, bọn hắn tìm rất nhiều lục phẩm cùng thất phẩm luyện dược sư, thương thế kinh mạch và lục phủ ngũ tạng mới được bảo toàn. Qua 3 tháng điều trị đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng thương thế hồn hải, những luyện dược sư kia lại không làm gì được. Mà hiện tại Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ mất hơn nửa canh giờ liền nói chữa xong, cái này khiến Long Vũ tin tưởng như thế nào? Không tin, người có thể đi nhìn, cũng có thể tìm người tới kiểm tra. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, loại vấn đề này không cần bạch thạch, Tiêu Phàm bây giờ đều có thể tùy tiện giải quyết. Long Vũ nửa tin nửa ngờ đi đến bên người Long Tiêu, kiểm tra biến hóa thể nội Long Tiêu, sau nửa ngày, trên mặt Long Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, một mặt kích động chạy tới, nắm lấy bả vai Tiêu Phàm, hưng phấn nói, phu quân, ngươi thực sự là thiên tài. Hạ nhân trong phòng đều bị Long Vũ đuổi đi, bằng không đều làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Tiêu Phàm thầm nói, ta vốn chính là thiên tài mà, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được một thân thể mềm mại đụng trên cánh tay. Thì vội vàng rút tay về, lui ra phía sau mấy bước, còn người lạnh như băng nói, bây giờ có thể mang ta đi chưa? Khó khăn nhất là chịu ân mỹ nhân, đạo lý này Tiêu Phàm vẫn là minh bạch, chân tình cũng tốt, giả ý cũng được, Tiêu Phàm đều sẽ không theo Long Vũ cùng một chỗ. Ta dẫn người đi là được. Long Vũ bĩu môi, sau đó lại hỏi, ta thực sự nghĩ không ra, ta so sánh với nàng, khuôn mặt, dáng người, thiên phú tu vi, ta đều không thể kém hơn nàng. Vì sao ngươi thích nàng, không thích ta? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, nói ngươi cũng không hiểu. Tiêu Phàm nói ra, quay người hướng ra ngoài cung điện.
Long Vũ tức giận dậm chân, ngực một trận rung động, khẽ cắn môi, trong lòng kiên định nói, ta sẽ không buông tha, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi thích ta, trong lòng cũng có vị trí của ta. Bên ngoài đế cung, hai thân ảnh đi trên đường phố, một nam một nữ, một trước một sau. Ngươi thực sự là Tiêu Phàm, nữ tử đi ở phía sau nhìn không được mở miệng hỏi, trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Rất hiển nhiên, nữ tử chính là Huyết Yêu Nhiêu, nam tử phía trước dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Long Vũ cuối cùng vẫn để Tiêu Phàm gặp Huyết Yêu Nhiêu, cũng để Tiêu Phàm mang theo nàng rời đi. Trong lòng Long Vũ mặc dù không thích, nhưng không vi phạm lời hứa trước đó, hơn nữa còn tự mình đưa tiễn Tiêu Phàm vào Huyết Yêu Nhiêu. Thời gian 7 ngày, Huyết Yêu Nhiêu sớm đã tỉnh lại, thương thế toàn thân toàn bộ hồi phục, khí tức trên người vô cùng huyền diệu. Tựa như trải qua một lần biến đổi không thể tưởng tượng nổi, đến Tiêu Phàm cũng có chút nhìn không thấu. Mỗi lần đế huyết hoa trọng sinh đều sẽ phát sinh một lần biến dị, chỉ là Tiêu Phàm không biết, hiện tại đế huyết hoa rốt cuộc là chiến hồn cấp mấy. Ta không cần phải lừa ngươi, nơi này không phải nơi nói chuyện. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, ngươi thấy quán rượu màu đỏ phía trước không? Ban đêm ta lại tới tìm ngươi. Tiêu Phàm giờ phút này còn duy trì hình dạng huyền hoàng, liền không đi quá gần Huyết Yêu Nhiêu. Hoa gia mặc dù tin tưởng hắn, nhưng cũng có khả năng tiếp tục phái người giám sát hắn. Nói xong một câu, Tiêu Phàm rất nhanh liền biến mất trong đám người, chỉ còn Huyết Yêu Nhiêu mặc bộ quần lụa trắng bay bay trong gió một mình ở đó. Nhìn quen Huyết Yêu Nhiêu mặc váy dài hồng rồi, Tiêu Phàm lần đầu tiên có chút không thích ứng, có điều với dáng người uyển chuyển cùng khuôn mặt yêu kiều của Huyết Yêu Nhiêu. Mặc quần dài trắng cũng tản ra một loại khí chất và kiểu cách khác lạ. Đề phòng ngộ nhỡ, trước khi rời khỏi đế cung, Tiêu Phàm cũng đơn giản ngụy trang cho Huyết Yêu Nhiêu một chút, nếu không nhìn kỹ, những người khác cũng nhất định không nhận được Huyết Yêu Nhiêu. Cho nên với thực lực Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm cũng không phải quá lo lắng. Nếu như không phải hắn chuẩn bị ứng phó hoa gia, Huyết Yêu Nhiêu tạm thời không thích hợp đi theo bên cạnh, Tiêu Phàm cũng sẽ không để nàng ở lại một mình. Ngươi thực sự là Tiêu Phàm sao? Huyết Yêu Nhiêu trong miệng tự lẩm bẩm, cũng rất nhanh biến mất trong biển người. Người này có phải Tiêu Phàm không? Tối nay liền biết rõ. Trở lại nhà khách, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi. Chuyến đi hôm nay khiến hắn như trải qua một trận đại chiến tuyệt thế. Người hoa gia quả nhiên còn đang giám sát ta, như vậy cũng tốt. Khóe miệng Tiêu Phàm hiện ra một nét cười tà tà, lập tức ngồi xếp bằng trên giường. Đem trạng thái bản thân điều tiết đến mức tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài nhà khách, người hoa gia vẫn trốn ở trong góc không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào trong nhà khách, dần dần đêm khuya buông xuống. Các ngươi nói, giám sát thế này có ý nghĩa gì không? Tiểu tử này mỗi ngày ở chỗ này ở trong nhà khách tu luyện, căn bản không giống như đang lừa gạt gì. Vậy cũng chưa hẳn, hôm nay chẳng phải phát hiện hắn đến gần cửu công chúa sao? Hơn nữa, hôm nay còn có một nữ tử cùng hắn rời khỏi đế cung. Không sai, gia chủ bảo chúng ta theo dõi hắn, chắc không có sai, cùng lắm tốn chút thời giờ mà thôi. Oanh, đang lúc người hoa gia đang bàn luận, đột nhiên, một đạo lợi mang từ hướng gian phòng Tiêu Phàm phóng lên tận trời, ngay sau đó chỉ thấy hai thân ảnh từ trong phòng xông ra, bắn nhanh về hư không. Chuyện gì xảy ra, một màn bất thình lình khiến người hoa gia lộ ra vẻ kinh ngạc. Có vẻ như huyền hoàng đang bị người khác truy sát, có người phản ứng, nhưng mà không nắm chắc được, bọn hắn một mực giám sát ở nơi này, căn bản không nhìn thấy có bất luận kẻ nào tiến vào nhà khách. Đi, cùng đuổi theo. Theo một tiếng ra lệnh, tầm 10 thân ảnh từ 4 phía của nhà khách phóng lên tận trời, lặng lẽ cùng phóng lên về phía hai thân ảnh bay vụt vừa rồi. Động tĩnh lớn không chỉ kinh động người hoa gia, mà kinh động cả tu sĩ khác. Chẳng qua là khi bọn hắn lấy lại tinh thần, bốn phía khách sạn đã yên tĩnh lại. Không bao lâu sau, trên bầu trời tối mịt, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại. Trước mặt hắn, một thân ảnh đứng thẳng, thân ảnh không phải ai khác, chính là U Linh Nhất Hào. Tiêu Phàm tay cầm trường kiếm, cảm nhận được mấy bóng đen tới gần, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nâng trường kiếm lên, chỉ U Linh Nhất Hào đối diện nói, các hạ là ai, ta với ngươi không oán không thù. Vì sao muốn giết ta? Ngươi muốn cứu Hoa Thiếu Phi, liền phải giết. U Linh Nhất Hào mở miệng, giọng nói vô cùng băng lạnh. Các hạ quá bá đạo đi, ta có cứu người hay không, có liên quan gì tới ngươi?
Tiêu Phàm cau mày một cái. Nhiều lời vô ích, người đáng chết. U Linh Nhất Hào phun ra một câu, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo sông thẳng đến Tiêu Phàm. U Linh Nhất Hào phóng ra khí tức chiến hoàng đỉnh phong, khiến Tiêu Phàm kinh ngạc một hồi, hồn điêu mà Bác lão điêu khắc, thật đúng là cường đại. Cho dù là bản thân hắn đối mặt với U Linh Nhất Hào, cũng có chút kinh hồn khiếp vía. U Linh Nhất Hào này chỉ ít nắm giữ thực lực hoàng phủ chiến hoàng. Một vạn thượng phẩm hồn thạch thật không phải tiêu hao hoang phí, trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, sau đó đưa tay xuất ra một kiếm. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm trong tay hắn liền bị U Linh Nhất Hào một quyền phá vỡ, nắm đấm liền nện ở trên lồng ngực hắn. Phốc, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn về hướng mặt đất. Tiêu Phàm, ngươi làm càn, bảo hộ huyền hoàng công tử. Từng tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, tầm 10 thân ảnh xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm U Linh Nhất Hào. Huyền hoàng công tử, người đi trước đi, nơi này giao cho chúng ta. Hắc y nhân cầm đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Các ngươi làm sao lại ở đây? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Là gia chủ không yên lòng về an nguy của huyền hoàng công tử, bảo chúng ta tại âm thầm bảo hộ ngươi. Hắc y nhân nói. Âm thầm bảo hộ, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, rõ ràng là bí mật giám sát, vậy mà nói đường hoàng như thế. Có điều hắn ngoài mặt vẫn kinh ngạc vô cùng, cảm động đến rơi nước mắt nói, vẫn may hoa gia chủ suy nghĩ chu đáo, bằng không ta liền phải chết ở trong tay ma đầu này. Huyền hoàng công tử yên tâm, người đi trước đi, chúng ta ngăn hắn lại. Hắc y nhân cầm đầu chỉnh trọng nói, tầm 10 người đứng thành một hàng ngăn khuất trước người Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Tiêu Phàm không chút do dự nhấc chân chạy. Một nhóm hắc y nhân khóe miệng giật một cái, gia hỏa này không chỉ tham tài háo sắc, hơn nữa còn sợ chết. Có điều lời đã ra khỏi miệng, bọn hắn tất nhiên phải bảo hộ hắn. Dù sao, cái gọi là huyền hoàng công tử trong miệng bọn hắn liên quan đến an nguy của thiếu gia, không cho phép có mảy may sơ suất. Các ngươi đều phải chết, U Linh Nhất Hào ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Để lại một câu nói liền hướng tới mười mấy người đánh giết, thực lực hoàng phủ chiến hoàng tản ra không thể nghi ngờ. Trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt thì có hai người bị chặt ngang, máu tươi bắn lên không. Nhị gia không phải nói Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng trung kỳ sao. Một hắc y nhân khác bị dọa đến sắc mặt phát run, trong số bọn hắn tất nhiên có chiến hoàng đỉnh phong, nhưng mà đối mặt với một hoàng phủ chiến hoàng vẫn có áp lực không nhỏ. Tiêu Phàm cũng không lập tức rời đi, mà núp trong bóng tối quan sát trận chiến trên không trung, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, chiến hoàng trung kỳ. U Linh Nhất Hào cơ hồ là vô địch dưới chiến đế cảnh, vở kịch hay này vừa mới bắt đầu. Trận chiến trên không trung hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem. U Linh Nhất Hào xuất thủ cực kỳ tấn mãnh, căn bản không nhìn những công kích của chiến hoàng cảnh hậu kỳ đó, dưới áo bào hắn tản ra quang mang nhàn nhạt. Có thể tùy tiện ngăn cản công kích của chiến hoàng hậu kỳ bình thường. Đây chính là sự cường đại của hồn điêu, công phòng nhất thể, hơn nữa không biết đau đớn. Vẻn vẹn thời gian nửa chén trà nhỏ, U Linh Nhất Hào liền khiến bọn hắn kinh hoàng, tầm 10 người cuối cùng chỉ còn lại hai chiến hoàng đỉnh phong chạy trốn, những người khác tất cả đều chết tại chỗ. U Linh Nhất Hào cũng không truy sát, ngược lại bỏ chạy về nơi xa, ngay sau đó, thân thể Tiêu Phàm cũng đột nhiên giãy giụa. Rất nhanh biến thành bộ dáng ban đầu. Thay đổi một bộ áo bào đen, phóng ra khí tức hồn lực vốn có của Tiêu Phàm, liền truy theo hướng U Linh Nhất Hào. Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu hẹn trong tử lâu. Huyết Yêu Nhiêu chờ đợi đã lâu, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn chưa tới, Huyết Yêu Nhiêu không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ không phải hắn? Trong mắt Huyết Yêu Nhiêu có chút thất vọng, chậm chạp nói. Cái gì không phải hắn? Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên vang lên một thanh âm thăm thẳm, dọa Huyết Yêu Nhiêu phát sợ. Theo ý thức bản năng, Huyết Yêu Nhiêu đưa tay đánh ra một chưởng, nhưng lúc nàng nhận ra người này, bàn tay đột nhiên dừng lại. Tiêu Phàm, Huyết Yêu Nhiêu cả kinh kêu lên, trực tiếp kích động nhào lên. Động tác bất thình lình này, khiến Tiêu Phàm sửng sốt một chút, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nói, uy uy, ta đã có bạn gái rồi. Huyết Yêu Nhiêu sững sờ. Lập tức hai tay đẩy trên lồng ngực Tiêu Phàm, sắc mặt ửng đỏ, giống như quả táo đỏ, gần như có thể gạt ra được nước. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, Huyết Yêu Nhiêu bình thường không phải thường hay đùa giỡn mình à,
làm sao cũng có vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng như thế. Hừ, có bạn gái thì giỏi lắm à, mượn bả vai ngươi dựa vào một cái cũng không được. Huyết Yêu Nhiêu tức giận nói, ngữ khí có một chút ghen ghét. Có bạn gái, chính là rất tuyệt. Tiêu Phàm một mặt ngạo nghễ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Có điều vẻn vẹn trong nháy mắt, con người Tiêu Phàm trở nên vô cùng lạnh lùng, lạnh giọng nói, lần trước là ai làm thương ngươi. Nghe lời này, thần sắc Huyết Yêu Nhiêu cũng biến thành băng lạnh, cắn răng nói, Diêm La Phủ. Diêm La Phủ, Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, tại sao lại đụng tới người Diêm La Phủ? Không sai, chính là Diêm La Phủ. Huyết Yêu Nhiêu giọng căm hận nói, người Diêm La Phủ vừa tới Long Hoàng Đế Đô, liền bắt đầu săn giết tu sĩ Huyết Lâu và La Sinh Môn, bọn hắn hai người một tổ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta chính là chúng độc trưởng của bọn hắn, cuối cùng. Nói đến đây, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên nhớ lại lúc triệu hồi ra chiến hồn đế huyết hoa, cuối cùng trong đầu hồi tưởng lại là khuôn mặt Tiêu Phàm, sắc mặt không khỏi biến hồng lên. Mặt ngươi làm sao lại đỏ rồi? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Huyết Yêu Nhiêu, về phần kết cục cuối cùng, không cần Huyết Yêu Nhiêu nói, Tiêu Phàm cũng biết rõ. Huyết Yêu Nhiêu vốn là chiến hoàng trung kỳ, tu sĩ cùng cấp bước nàng triệu hồi ra chiến hồn, kết cục không cần nói cũng biết, dù là Tiêu Phàm hắn cũng có chút kiêng kỵ. Huyết Yêu Nhiêu, người cũng như tên, tuyệt đối là một đóa hoa yêu nhiêu không thể chạm vào. Ai đỏ mặt, Huyết Yêu Nhiêu phồng má, ngược lại cũng ý vị. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không thèm nể mặt mũi. Có muốn báo thù hay không? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên muốn, nhưng mà chúng ta căn bản không thấy tìm bọn hắn. Huyết Yêu Nhiêu giật mình, nhưng mà đột nhiên lại vô cùng thất vọng. Đây đúng là một vấn đề. Tiêu Phàm tay phải sờ cằm, rơi vào trong trầm tư. Long Hoàng Đế Đô rộng lớn vô biên, 2-3 ngàn dặm xung quanh, muốn tìm người thật đúng là quá khó. Huống chi, tam đại tổ chức sát thủ tại Long Hoàng người Đế Đô, tổng cộng cũng hơn 100 người. Tính nhân khẩu Long Hoàng Đế Đô đã mấy vạn người, muốn tìm hơn 100 người, cho dù các đại gia tộc tra tìm, đoán chừng cũng phải mấy ngày. Cho dù có ký ức thủy tinh, nhưng mà một sát thủ muốn trốn đi vẫn là chuyện rất đơn giản. Phải rồi, bọn hắn lúc ấy làm sao lại tìm tới ngươi? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta cũng không biết. Huyết Yêu Nhiêu có chút thất vọng, vừa định báo thù lại phát hiện không có biện pháp gì, có điều, hai người lúc trước giết ta có nói, người Diêm La Phủ bọn hắn qua mấy ngày lại tụ tập một lần. Nói giống như không nói vậy, chúng ta lại không biết bọn hắn tụ tập ở đâu, bằng không trực tiếp tận diệt bọn hắn. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hai người trầm mặc một hồi, ai cũng không nghĩ ra biện pháp hay để tìm được người Diêm La Phủ. Như vậy đi. Ta và ngươi mấy ngày nay đều âm thầm điều tra một người, nếu như vận khí tốt, cũng có khả năng chạm phải một người Diêm La Phủ. Tiêu Phàm đột nhiên phá vỡ yên lặng, nhếch miệng cười nói, những ngày này ngươi phải cẩn thận, ta còn có chút việc cần hoàn thành, không thể cùng hành động với ngươi. Ngươi định làm gì? Huyết Yêu Nhiêu hiếu kỳ nhìn Tiêu Phàm. Bí mật. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Huyết Yêu Nhiêu bĩu môi nói. Lúc này, Tiêu Phàm đã đứng dậy, trong tay xuất hiện một quyển sách, mực bên trên còn chưa khô. Ngươi tu luyện cái này, đối với ngươi có chỗ hữu dụng. Tiêu Phàm ném bản sao chép hồn biến liếm tức thuật cho Yêu Nhiêu, liền biến mất tại chỗ, tựa như chưa từng xuất hiện. Huyết Yêu Nhiêu tức giận ngực chập trùng lên xuống, nổi giận mắng, Tiêu Phàm thối tha, tỷ tỷ ta chủ động ôm ngươi, vậy mà ngươi một chút hành động cũng không có, liền rời đi như thế, có phải nam nhân hay không? Có điều trong lòng rất nhanh lại bổ sung một câu nói, có điều nam nhân đứng đắn dạng này, không phải kiểu ta thích sao. Sau đó cẩn thận từng chút một cất hồn biến liếm tức thuật vào trong hồn giới, tựa như đó là vật đính ước Tiêu Phàm cho nàng. Làm xong, Huyết Yêu Nhiêu lúc này mới tính tiền rời khỏi quán rượu. Chính lúc nàng rời khỏi, trong tử lâu có hai bóng người lặng yên không một tiếng động rời đi. Rời khỏi quán rượu, Huyết Yêu Nhiêu đi dạo trên đường phố. Trong lúc nhất thời không biết đi về hướng nào. Bất chi bất giác, Huyết Yêu Nhiêu đi tới một chỗ hẻo lánh không có người ở, thân thể đột nhiên cảm giác lành lạnh. Siêu, cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong một ngõ ngách lóe qua, vẻ hàn quang trong con mắt nàng nhanh chóng tỏa ra, Huyết Yêu Nhiêu bị dọa đến mặt thất sắc. Có điều,
nàng cũng coi là người từng gặp qua sóng to gió lớn, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, chân đạp bộ pháp quỷ dị thối lui về sau. Một hàm răng trắng như tuyết in vào trong tầm mắt nàng. Thấy tránh thoát được một kích của bóng đen, trong lòng Huyết Yêu Nhiêu cũng buông lỏng một hơi. Nhưng mà sau một khắc, lại có một đạo hàn mang từ phía sau nàng đánh tới với tốc độ nhanh vô cùng khiến cho tim mật nàng phát lạnh. Nàng muốn chạy trốn cũng không kịp, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp phong kín đường lui của nàng. Huyết Yêu Nhiêu hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân rốt cuộc lại phải chết ở chỗ này. Phốc, đang lúc nàng chuẩn bị lần nữa triệu hồi ra đế huyết hoa, đột nhiên, một vòng hàn quang lăng lệ lấp lóe, một cánh tay bay lên trước mắt nàng, máu tươi chảy ra. Một thân ảnh lướt qua trong mắt nàng, chẳng biết tại sao, thời khắc Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy thân ảnh kia, lo lắng trong lòng đều tiêu tan hết. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, sau khi chặt đứt cánh tay của bóng người đứng phía trước Huyết Yêu Nhiêu, lại một đạo hàn quang xoẹt qua cổ bóng người kia, máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, thân ảnh kia đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là sau lưng Huyết Yêu Nhiêu. Nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, tự tìm cái chết, bóng đen phía sau Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng thốt ra một âm thanh, lộ ra một vẻ lăng lệ. Xuy, thanh âm kim loại ma sát vang lên, tại chỗ phía trước bóng đen đột nhiên xuất hiện một cái vỏ kiếm. Một kiếm của Hắc Y Nhân đột nhiên cắm vào bên trong vỏ, cùng lúc đó một cánh tay gắt gao bóp lấy cổ Hắc Y Nhân. Ngươi, ánh mắt Hắc Y Nhân lộ ra vẻ kinh hãi, hồi lâu mới thốt ra một câu, ngươi không phải rời đi rồi sao? Ta rời đi rồi, nhưng ta lại quay lại, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ đến để chơi. Thân ảnh kia lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, ngoài Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tiêu Phàm xuất hiện không chỉ khiến Hắc Y Nhân kia không ngờ tới, ngay cả Huyết Yêu Nhiêu cũng kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng rời đi rồi, tại sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Bọn hắn không biết, Tiêu Phàm kỳ thật sớm đã phát hiện sự có mặt của hai Hắc Y Nhân này, hắn chỉ cố ý rời đi mà thôi, bằng không nếu có hắn ở bên người Huyết Yêu Nhiêu, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Tiêu Phàm, tại sao ngươi lại quay lại? Huyết Yêu Nhiêu vẫn có chút kinh hồn khiếp đảm, chỉ thiếu một chút nữa, bản thân lại trúng mai phục của người khác. Có thể nói, Tiêu Phàm lại cứu nàng một mạng. Cái gì gọi là lại quay lại, ta vẫn không có rời mà. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Ngươi làm sao biết bọn hắn sẽ xuất hiện? Huyết Yêu Nhiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Từ thời điểm lần trước ta cứu ngươi, bọn hắn liền theo dõi ngươi, chỉ có điều ngươi bị Long Vũ đưa vào đế cung, bọn hắn không làm gì được. Có điều ta cũng không nghĩ đến, hôm nay chúng ta rời khỏi đế cung, bọn hắn vẫn còn âm thầm mai phục. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân trong tay. Nếu như không phải linh cảm của Tiêu Phàm vô cùng cường đại, thật đúng là khó mà phát hiện sự tồn tại của hai người này. Lần trước lúc cứu Huyết Yêu Nhiêu trên đường phố, hồn lực Tiêu Phàm liền cảm nhận được mấy cỗ sát cơ nhàn nhạt, mặc dù rất nhỏ nhưng Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được. Chỉ bởi Long Vũ dây dưa, mấy cỗ sát khí kia mới biến mất mà thôi. Có điều hôm nay lúc rời khỏi Hoàng Cung, Tiêu Phàm lại cảm nhận được hai cỗ sát ý, cho nên hắn mới cố ý để Huyết Yêu Nhiêu chờ hắn ở đó, thu hút sự chú ý của hai người này. Quả nhiên không để Tiêu Phàm thất vọng, hai người này thực xuất hiện. Tiêu Phàm sở dĩ xuất hiện ở quán rượu là vì âm thầm xác nhận thân phận hai người này mà thôi. Đi theo hai cỗ sát cơ kia, Tiêu Phàm rất nhanh liền khóa chặt hai Hắc Y Nhân này. Ngươi chính là người làm thương Hoa Thiếu Phi kia. Nghe được việc Tiêu Phàm nói lần trước cứu Huyết Yêu Nhiêu, Hắc Y Nhân cũng trong nháy mắt hiểu ra cái gì, con người bỗng nhiên rung rung. Thế nhưng, đây rõ ràng là hai người, bất luận tướng mạo hay là khí tức hồn lực sao có thể là một người được. Người biết quá nhiều, thường sẽ chết sớm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, dọa Hắc Y Nhân lạnh run. Thế nhưng Tiêu Phàm gắt gao bóp lấy cổ của hắn, độc dược trong miệng hắn căn bản là không cách nuốt vào được. Hắc Y Nhân không biết là, Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn nuốt độc dược, chỉ cần hắn làm động tác này, Tiêu Phàm có thể trong nháy mắt giải độc cho hắn, sau đó khiến hắn sống không bằng chết. Ngươi đã biết bọn hắn, vậy tại sao ngươi lại nói không có cách nào tìm được người Diêm La Phủ? Huyết Yêu Nhiêu giận dữ nhìn Tiêu Phàm, những việc này nàng hoàn toàn không biết gì cả, cứ mơ mơ màng màng. Nếu không như vậy, bọn hắn làm sao lại lọt bẫy?
Tiêu Phàm lơ đễnh nói, nếu như ta không nói như vậy, sau đó lại rời đi, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Vừa hay thời gian của ta có hạn, cho nên đành phải dụ rắn ra khỏi hang. Huyết Yêu nhiều phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, ngươi là dụ rắn ta khỏi hang, còn ta thiếu chút nữa thì chết. Tiêu Phàm tất nhiên không biết ý nghĩ của Huyết Yêu nhiều, bởi vì hắn vô cùng tự tin về bản thân, lúc nào cũng có thể ra tay giết đối phương. Đương nhiên, nếu như mồi nhử là tiểu ma nữ, hắn sẽ càng nghĩ chu toàn. Đối với Huyết Yêu nhiều, Tiêu Phàm cũng tin tưởng thực lực nàng có thể tránh thoát một kiếm. Ngươi là Diêm La Phủ hay là La Sinh Môn? Tiêu Phàm thu hồi tâm thần, trong bàn tay lấy ra ba kim châm cắm vào cơ thể Hắc Y Nhân, trực tiếp khóa kín hồn hải hắn, sau đó buông ra bấm cổ tay Hắc Y Nhân. À, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Hắc Y Nhân nhe răng cười nhạt, tựa như âm mưu đạt được, hắn đang chờ Tiêu Phàm buông bàn tay bấm cổ tay của hắn ra. Phải rồi, ta quên nói cho ngươi biết, đã từng có một người cũng không tin lời ta nói, nuốt độc dược vào, cuối cùng là sống không bằng chết. Nếu như ngươi vẫn chưa nuốt vào, thì nên cảm thấy may mắn. Tiêu Phàm lại tà tà cười một tiếng. Sắc mặt Hắc Y Nhân cứng đờ, chẳng biết tại sao, nụ cười của Tiêu Phàm khiến toàn thân hắn rùng mình. Quan trọng nhất là, độc trong miệng hắn đã nuốt vào. Xem ra, ngươi cũng không được thông minh cho lắm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lại lấy hai cây kim châm, giữ tâm mạch của Hắc Y Nhân, mặc cho độc dịch kia đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Hắc Y Nhân toàn thân run rẩy, sắc mặt phát xanh nhưng vẫn không chết, hai mắt vằn vện tia máu kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, run giọng nói, ma quỷ. Ngươi là ma quỷ, Huyết Yêu Nhiêu cũng bị thủ đoạn của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, hai cái kim châm, vậy mà khiến Hắc Y Nhân sống không bằng chết, thủ đoạn quỷ dị này quá dọa người. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh nói, sắc mặt không hề bận tâm, cái gọi là cốt khí của ngươi, với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi, dù sao mấy ngày nay không cần về Hoa Gia, hơn nữa trước đó làm một tuồng kịch cùng U Linh Nhất Hào, cũng có thể giải trừ ngờ vực của Hoa Gia đối với hắn. Nơi này rất bình tĩnh, yên tĩnh âm u, cũng vô cùng tối. Sẽ có rất ít người đi ngang qua. Nhìn Hắc Y Nhân không ngừng run rẩy dưới mặt đất, Huyết Yêu Nhiêu không có nửa điểm thương hại, ngược lại trong lòng có chút ấm áp, dưới con mắt của nàng, Tiêu Phàm đang thay nàng báo thù. Nếu Tiêu Phàm biết được ý nghĩ của Huyết Yêu Nhiêu, đoán chừng sẽ trực tiếp quay đầu rời đi. Hắn không muốn để cho Huyết Yêu Nhiêu hiểu lầm, bởi vì hắn chỉ là đứng ở góc độ một người bạn suy nghĩ cho Huyết Yêu Nhiêu mà thôi. Bằng hữu chịu thiệt. Vậy sẽ phải giúp nàng xả mối hận trong lòng ra. Sau ba canh giờ, chân trời đã có vài tia sáng, Tiêu Phàm ngoài dự liệu nhìn Hắc Y Nhân nói, cốt khí cũng không tệ lắm, loại độc này thế nào cũng có thể kiên trì được nửa tháng đi, vừa hay đến thời điểm đến thí luyện kết thúc, chúng ta tìm một nơi ngồi nhìn ngươi kiên trì nửa tháng. Nghe được lời Tiêu Phàm, toàn thân Hắc Y Nhân run rẩy, nửa tháng, con người hoàn toàn không thể tiếp nhận đi. Bản thân chịu đựng hơn ba canh giờ cơ hồ đã là cực hạn. Ta nói. Hắc Y Nhân rốt cục không chịu đựng được loại đau khổ này, liền nói, ta nói, ngươi phải cho ta chết được thoải mái. Ngươi nói đi, ta nghe. Tiêu Phàm hạ người xuống, thầm nghĩ trong lòng, nếu phệ hồn huyết tàm không ở thời khắc mấu chốt để tăng cấp, ta nào phải dùng hơn ba canh giờ. Hắc Y Nhân từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội trắng. Chỗ màu tối bên trong miếng ngọc bội trắng vậy mà phát ra từng đợt quang mang yếu ớt. Người Diêm La Phủ ta tham gia thí luyện sát phương, trong tay mỗi người đều có một khối ngọc bội đặc chế, trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được đại khái vị trí những người khác. Cứ cách 5 ngày chúng ta lại tập hợp ở xóm nghèo Đông Thành, ngày mai chính là ngày tập hợp. Hắc Y Nhân một hơi liền đem tất cả tin tức đều nói cho Tiêu Phàm. Diêm La Phủ ngươi có bao nhiêu người tham gia thí luyện? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn không muốn đi tìm từng sát thủ Diêm La Phủ, lãng phí thời gian không nói, còn rất có khả năng đánh rắn động cỏ. Muốn giết, vậy liền trực tiếp tận diệt, 30 người. Hắc Y Nhân cắn răng nói, ta chỉ biết đến như vậy, van cầu ngươi, giết ta, giết ta. Chỉ có 30 người sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, mị mị hai mắt, lại hỏi, một vấn đề cuối cùng, các ngươi tập hợp làm cái gì? Hắc Y Nhân do dự một hồi, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Phàm,
không khỏi run run, nói, bởi vì có người để lộ cho chúng ta biết vị trí sát thủ của hai đại tổ chức sát thủ khác. Phốc, vừa dứt lời, Tiêu Phàm một kiếm cắt qua cổ Hắc Y Nhân, trong mắt lóe lên tinh quang nói, đáp ứng ngươi, cho ngươi một cái chết thoải mái, có điều, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sắc mặt hai người Tiêu Phàm và Huyết Yêu Nhiêu trầm ngâm, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Có người cung cấp cho người Diêm La Phủ vị trí sát thủ của hai đại tổ chức sát thủ khác, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Muốn biết rõ vị trí sát thủ của tổ chức sát thủ khác không hề đơn giản. Hơn nữa, cứ 5 ngày lại cập nhật vị trí sát thủ của hai đại tổ chức sát thủ khác thì càng khó. Điều này khiến Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu có cảm giác bị giám sát. Với thực lực của Tiêu Phàm, cho dù cường giả chiến hoàng cảnh tối đỉnh bí mật giám sát hắn, hắn tuyệt đối cũng phát hiện ra, nhưng bây giờ hắn lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Chẳng lẽ là chiến đế? Trong lòng Tiêu Phàm có chút run lên, nếu quả thật bị chiến đế tiếp cận, dù hắn cường đại thế nào, cũng không thể nào là đối thủ của chiến đế. Tiêu Phàm, ngày kia có đi hay không? Huyết Yêu Nhiêu do dự, nàng lại không quá lo lắng, không chừng báo ra thân phận bản thân rời khỏi cuộc tranh tài, sẽ không ai dám giết nàng. Đương nhiên, với ngạo khí của Huyết Yêu Nhiêu cũng không có khả năng báo ra thân phận bản thân trong thí luyện sát phương. Nhưng mà Tiêu Phàm lại khác, nếu như biết được Tiêu Phàm muốn tận diệt người Diêm La Phủ tham gia sát phương thí luyện tại Long Hoàng Đế Đô, vậy sẽ không đơn giản như vậy. Đi, tại sao không đi? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai đang giám sát phía sau mình, điều này khiến Tiêu Phàm thấy nồng đậm bất an. Cho dù là cường giả chiến đế, hắn cũng muốn làm rõ xem rốt cuộc là ai. Cũng không phải là Tiêu Phàm tự nhận là có thể đào thoát từ trong tay chiến đế, mà là Tiêu Phàm cho rằng, người kia làm việc âm thầm nên sẽ không xuất thủ với bọn hắn, bằng không thì đã sớm xuất thủ đối phó bọn hắn. Nhưng mà, Huyết Yêu Nhiêu còn có chút bận tâm. Không có nhưng mà gì cả, chúng ta đi tìm một nơi trước, đợi đến ngày kia lại tính. Tiêu Phàm nắm chặt miếng ngọc bội trắng trong tay, sau đó lại từ trong một cỗ thi thể khác lấy ra một miếng ngọc bội. Trong bàn tay, một đạo kiếm khí vòng xoáy từ đầu ngón tay hắn xuất hiện bao phủ hai cỗ thi thể. Trong chốc lát, hai cỗ thi thể hóa thành một đám huyết vụ nhàn nhạt tràn ngập trên không trung. Giờ phút này, chân trời đã sáng, nhưng mà Hoa Phủ lại bận rộn không ngừng. Trong đại sảnh, Hoa Thiên Bảo mặt xám đen, không thể nào bớt giận, nhìn Hoa Thiên Minh một bên nói, còn chưa có tin tức của Huyền Hoàng. Không có, hắn tựa như đột nhiên biến mất, theo ta thấy, hắn sợ Tiêu Phàm tìm hắn để gây sự nên đã trốn đi. Hoa Thiên Minh hít sâu một hơi nói, nhưng trong lòng hắn thì giận mắng không thôi, tiểu tử Huyền Hoàng này tham tài háo sắc không nói, lại còn tham sống sợ chết, chẳng phải có một Tiêu Phàm thôi à. Có nhất thiết phải ẩn trốn ngay cả Hoa gia ta cũng không tìm thấy được. Cho dù ngươi sợ hãi cũng có thể đến Hoa gia. Hoa gia chẳng lẽ đến một Tiêu Phàm cũng không giải quyết được sao? Thiên Minh, ngươi xác nhận chính xác là Tiêu Phàm ra tay với Huyền Hoàng. Hoa Thiên Bảo cau mày, hắn luôn cảm giác việc này không đơn giản. Không sai, ta tự mình đi một chuyến. Nơi chiến đấu, có khí thức hồn lực của Huyền Hoàng cùng Tiêu Phàm. Hơn nữa, ở khách sạn Huyền Hoàng trọ cũng có khí tức hồn lực hai người bạo loạn, cái này hẳn không phải là giả. Huống chi, không chỉ người Hoa gia ta thấy rõ ràng bộ dáng Tiêu Phàm, lúc ấy rất nhiều người ở đó, đều nhớ kỹ dung mạo Tiêu Phàm. Hoa Thiên Minh gật đầu khẳng định. Hoa Thiên Minh vô cùng mẫn cảm với khí tức hồn lực. Dù hắn không tin tưởng con mắt bản thân, nhưng mà cũng tuyệt đối tin tưởng mũi của mình. Huống chi, những người khác không có khả năng nói dối cho Tiêu Phàm cùng Huyền Hoàng, hai người bọn hắn còn không có năng lực lớn như vậy. Tìm, nhất định phải tìm được Huyền Hoàng. Hoa Thiên Bảo quát. Huyền Hoàng biến mất, trong lòng Hoa Thiên Bảo lo lắng không thôi. Vừa mới nhìn thấy nhi tử của mình có chút khởi sắc, nếu Tiêu Phàm liền rời đi như vậy, vậy còn có người nào có thể trị bệnh cho nhi tử của mình đây? Đồng thời, Hoa Thiên Bảo cũng tràn ngập xem thường đối với Huyền Hoàng. Chẳng phải chỉ là một tên Tiêu Phàm à, bị dọa đến không dám lộ mặt. Rõ. Hoa Thiên Minh gật gật đầu, đại ca, ta thấy tìm Huyền Hoàng không bằng tìm Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm vừa chết, đến lúc đó chúng ta thả ra tin tức, Huyền Hoàng khẳng định liền xuất hiện. Ta chỉ cần kết quả. Hoa Thiên Bảo trầm giọng nói, chỉ cần có thể tìm ra Huyền Hoàng và giết chết Tiêu Phàm,
người gia tộc ngươi có thể tùy ý điều khiển. Hiển nhiên vì vấn đề của Hoa Thiếu Phi, Hoa Thiên Bảo đã sắp phát điên. Đại ca yên tâm đi, ta cam đoan không quá 3 ngày, Huyền Hoàng sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Hoa Thiên Minh vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Có thể trở thành người tùy ý điều khiển người gia tộc, nếu như ngay cả một Tiêu Phàm cũng không giết nổi, một Huyền Hoàng cũng không tìm được, vậy hắn cũng có thể đâm đầu vào khối đậu hũ chết được rồi. Hoa Thiên Minh giờ phút này tỏ ra đắc ý khí, hoàn toàn quên mất, Tiêu Phàm trong miệng những người khác đã là chiến hoàng đỉnh phong, mà không phải chiến hoàng trung kỳ trước đó. 2 ngày tiếp theo, Hoa gia xuất động trên 100 chiến hoàng cảnh âm thầm tìm kiếm hành tung của Tiêu Phàm cùng Huyền Hoàng. Theo thời gian đưa đẩy, cái gọi là kỳ hạn 3 ngày của Hoa Thiên Minh cũng sắp qua, thần sắc cũng ngày càng sốt ruột. Ngày thứ 2 lúc màn đêm buông xuống, tin tức tốt lành đầu tiên truyền tới tai Hoa Thiên Minh. Hoa Thiên Minh bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái, cười to một cái nói, hay cho một Tiêu Phàm, tìm ngươi 2 ngày, rốt cục cũng tìm được ngươi. Sau đó Hoa Thiên Minh nhìn về phía tu sĩ Hoa gia đang quỳ nói, ngươi xác định tin tức đáng tin. Nhị gia, tuyệt đối đáng tin, trước đó ta và mấy huynh đệ khác tại Đông Thành tìm tung tích Tiêu Phàm, có người nói nhìn thấy Tiêu Phàm cùng một nữ tử ở cùng một chỗ. Về sau nghe ngóng, phát hiện Tiêu Phàm cùng nữ tử kia mai phục tại một chỗ trong khu ổ chuột. Mấy người thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ nên không có xuất thủ. Tu sĩ Hoa gia kia vô cùng chắc chắn nói. Tốt, ngươi làm rất tốt, thực lực Tiêu Phàm này không thể khinh thường, nhất định phải bố trí kỹ càng một phen. Hoa Thiên Minh tán thưởng nói, nhưng trong lòng thì vô cùng lạnh lẽo, ta đang thắc mắc làm sao không tìm được ngươi, vậy mà ngươi trốn ở xóm nghèo, lần trước để ngươi chạy trốn, còn dám giết người Hoa gia ta, lần này ngươi mọc cánh cũng khó trốn. Nghĩ vậy, Hoa Thiên Minh lại nói, ngươi đi triệu tập tất cả mọi người, tập hợp ở xóm nghèo Đông Thành. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được manh động. Tiêu Phàm mà chết, người đó coi như lập công đầu. Rõ, nhị gia, tu sĩ Hoa gia cực kỳ hưng phấn cung bái nói, sau đó liền rời khỏi đại sảnh Hoa gia. Theo màn đêm buông xuống, Long Hoàng đế đô giống thường ngày, bóng người nườm nượp, xa hoa trụy lạc, lấp lánh vô cùng, so với ban ngày còn náo nhiệt hơn. Vị trí xóm nghèo Đông Thành, trong một sân nhỏ hoang tàn, hai thân ảnh đang ngồi. Dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm hai miếng ngọc bội trắng bày trên bàn, chính là lấy được từ trên người hai sát thủ Diêm La Phủ trước đó. Giờ phút này, hai miếng ngọc bội tản ra ánh sáng yếu ớt, cứ qua mỗi một lúc, ánh sáng liền đột nhiên lấp lóe một cái. Tiêu Phàm, sắp rồi, đã có 20 mấy người vừa tới gần nơi này. Huyết Yêu Nhiêu mở miệng nói. Chờ một chút. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chân trời, bây giờ cách nửa đêm cũng ngày càng gần, khu vực Long Hoàng đế đô phồn hoa mặc dù vô cùng náo nhiệt, nhưng mà xóm nghèo này lại cực kỳ yên tĩnh. Bọn hắn không phải nói Diêm La Phủ chỉ có 30 người sao? Đến cũng không ít đâu. Huyết Yêu Nhiêu lại lơ đễnh. Hắn nói ngươi liền tin sao? Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng lãnh quang. Từ lúc bắt đầu, hắn đã không tin tu sĩ Diêm La Phủ kia nói. Không, nói cho đúng, hắn chỉ tin tưởng một nửa. Bản thân tra tấn hắn như thế, hắn làm sao không muốn trả thù ta? Tiêu Phàm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đen kịt, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, tối nay nhất định là một đêm yên tĩnh, Hoa gia đừng khiến ta phải thất vọng. Tiêu Phàm, người nói không chỉ có 30 người, vậy có bao nhiêu người? Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên lại hỏi. Tiêu Phàm quay đầu lại. Nhìn Huyết Yêu Nhiêu trong bóng tối đen kịt, hai mắt nhắm lại nói, người có biết, một tổ 8 người chúng ta có bao nhiêu người còn sống không? Bao nhiêu người, Huyết Yêu Nhiêu không cần nghĩ liền hỏi lại, nàng không biết Tiêu Phàm vì sao đột nhiên hỏi một vấn đề không liên hệ. Một người, Tiêu Phàm duỗi ra một cái ngón tay, chỉ vào mình rồi nói, chỉ còn một mình ta. Huyết Yêu Nhiêu hít một hơi lạnh, 8 người chỉ còn một người, tỷ lệ đào thải này cũng quá cao đi. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, trong 10 người cũng phải có 3 đến 4 người sống sót mới đúng. Mà hiện tại, vẫn còn 10 ngày nữa mới qua thời gian 1 tháng, liền chết nhiều như vậy. Bát đội trưởng mang các ngươi đi đâu? Huyết Yêu Nhiêu cau mày nói. Đế cung, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nghĩ tới tình cảnh lúc đó, hắn liền tê cả da đầu. Vẫn may có Huyết Yêu Nhiêu nhắc nhở nên hắn chạy rất nhanh,
bằng không hắn cũng phải chết. Việc chỉ có một mình hắn sống sót cũng là Tiêu Phàm nghe được từ Long Vũ, bằng không hắn còn không biết, mình chính là người may mắn duy nhất. Bát đội trưởng thật đúng là ác, Huyết Yêu Nhiêu thần sắc cực kỳ không bình tĩnh, trán toát ra mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm lắc đầu, nói tổ chúng ta chỉ có một mình ta sống sót, coi như ba tổ các ngươi còn một nửa sống sót, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, đây còn chưa bao gồm người bị Diêm La Phủ giết. Theo ta thấy, hiện tại người Huyết Lâu còn sống, bao gồm ngươi và ta, đoán chừng cũng tầm hơn 10 người. Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, nếu như không có Tiêu Phàm, chính nàng cũng đã bị giết, những người khác còn không bằng nàng, nếu như gặp người Diêm La Phủ, bị giết cũng rất bình thường. Ngừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, chúng ta chỉ có 10 người, nhưng mà vì sao sát thủ kia lại nói Diêm La Phủ có 30 người sống sót? Hoặc có lẽ là, ngươi cho rằng chỉ có 30 người thôi sao? Diêm La Phủ đứng hàng thứ nhất trong tam đại tổ chức sát thủ, có 30 người cũng bình thường thôi, không thể nào nhiều hơn. Huyết Yêu Nhiêu nghi ngờ nói. Ngươi không hiểu rõ ý của ta, nếu như người Diêm La Phủ không giống như chúng ta, bị ném vào trong phủ đệ đại gia tộc, bọn hắn sẽ chết sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Đó là gian lận. Huyết Yêu Nhiêu không chút do dự phản đối. Gian lận thì cũng không ai biết rõ. Cho dù có biết thì đã sao? Tiêu Phàm lơ đễnh nói, ánh mắt đột nhiên rơi vào hai khối ngọc bội trắng ở trên bàn, đột nhiên lại lấp lóe đến mấy lần. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc, ánh sáng ngọc bội trắng lại lấp lóe 20 mấy lần, vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Huyết Yêu Nhiêu trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Bọn hắn có hơn 60 người, chúng ta chỉ có 2 người. Cũng khó trách Huyết Yêu Nhiêu có chút khẩn trương, mặc dù nàng giết người không chớp mắt, nhưng mà đối mặt hơn 60 tu sĩ chiến vương đỉnh phong trở lên, nàng chỉ có nước chạy trốn. Thế nào, ngươi sợ rồi? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này ngươi còn cười được? Huyết Yêu Nhiêu hung hăng trừng mắt với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, trêu đùa, khó có lúc ngươi thật tình như thế. Ý ngươi là không thích bộ dáng ta nghiêm túc? Huyết Yêu Nhiêu cố ý dựa trên người Tiêu Phàm, lả lướt nói, Tiêu Phàm ca ca, ngươi xem, ngày tốt cảnh đẹp, cô nam quả nữ ở chung một phòng, chúng ta có phải nên làm chút gì không? Bà nội, ngươi lại bị thần kinh à? Tiêu Phàm bị dọa sợ kêu to một tiếng, vội vàng né ra mấy bước, nghiêm mặt nói, hiện tại ta phải rời đi, ngươi ở đây chờ ta. Một mình ngươi đi, Huyết Yêu Nhiêu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Yên tâm, tin tưởng ta. Người đi lại phiền phức thêm. Người xem ta tận diệt người Diêm La Phủ như thế nào. Tiêu Phàm một mặt tự tin nói. Người xác định không phải đang nói đùa. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, Huyết Yêu Nhiêu mới thực sự tin là hắn chuẩn bị đi một mình. Người nhìn ta giống như đang nói đùa sao. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền cầm lên một miếng ngọc bội trắng, rời khỏi gian phòng rách nát, thoáng cái liền không thấy tăm hơi. Một người ứng phó hơn 60 người. Còn muốn tận diệt, sao có thể, ngươi cho rằng đang diệt sát trên trăm chiến hoàng ninh ra sao? Không được, ta phải đi xem. Huyết Yêu Nhiêu u oán nói, sau đó thay một bộ áo bào đen, cầm một miếng ngọc bội khác biến mất khỏi phòng. Cách chỗ bọn Tiêu Phàm không xa, trong một tòa nhà rộng lớn nhưng lại cực kỳ bình thường, hắc y nhân đứng chật trước sân, nhiều đến hơn 60 người. Khí tức trên thân mỗi người đều như ẩn như hiện. Nhìn không ra tu vi chân chính. Người sắp đến đủ rồi. Không biết, hoặc là đủ rồi, hoặc là chưa đủ, có lẽ có vài người vĩnh viễn sẽ không tới. Đêm nay nơi này sao lại yên tĩnh như vậy, so với 3 lần trước yên tĩnh hơn rất nhiều. Có người mở miệng, thanh âm lạnh lùng, không mảy may có chút tình cảm nào, tựa cái chết của người khác hắn không thèm quan tâm. Những người này chính là sát thủ Diêm La Phủ. Hiện tại nhóm hắn tạm thời nhất trí ứng phó người ngoài, không tàn sát lẫn nhau, một khi tiến vào vòng thứ 3, bọn hắn rất có thể biến thành kẻ địch. Dù sao, trong vòng thứ nhất, lợi ích của bọn hắn cũng không quá xung đột, hợp tác có thể khiến tỷ lệ tử vong của bọn hắn hạ xuống mức thấp nhất. Hô, cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ tiểu viện bên ngoài bay vào, không ít người ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, nhưng nhiều người cũng không quay đầu lại. Bởi vì chỗ bên hông bóng đen có đeo một khối ngọc bội trắng. Nếu như là người ngoài, bên hông sẽ không có ngọc bội trắng,
chỉ có người Diêm La Phủ bọn hắn mới có. 66 người, thật đúng là không ít. Bóng đen quét toàn trường liếc mắt, trong lòng khẽ trầm xuống một cái. Người tới dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, nhìn khí tức phát ra trên người nguyên một đám sát thủ, Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh. Sau đó, một mình Tiêu Phàm ngồi xuống tại một cái bậc thang, nhìn qua vô cùng lười nhác, nhưng mà con người hắn lại đang quan sát bốn phía. Hắn đang tìm kiếm người để lộ vị trí hai đại tổ chức sát thủ khác, chỉ là hắn không biết người này có ở trong đây hay không. Khiến Tiêu Phàm buông lỏng một hơi là không một ai chủ động chào hỏi hắn, rất hiển nhiên, sát thủ Diêm La Phủ cũng không chung một lòng, mà là do mệnh lệnh của cấp cao Diêm La Phủ, cho nên mới không tàn sát lẫn nhau. Hoa ra, hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn trăng sáng sao thưa nơi chân trời, trong lòng trầm ngâm nói. Cũng đúng lúc này, cách tiểu viện này hai dặm, trong một gian phòng đơn sơ, Hoa Thiên Minh mặt âm trầm, khóe miệng đột nhiên hiện lên một vòng cười lạnh, thật đúng là Tiêu Phàm. Nhị gia, Tiêu Phàm kia tiến vào trong một cái sân, trong đó còn có không ít người, chúng ta có động thủ hay không? Một tu sĩ Hoa gia mở miệng nói. Không nghĩ tới hắn còn có đồng đảng, cũng tốt. Hoa Thiên Minh cười lạnh, lại nói, Hoa gia ta có bao nhiêu người đến? 189 người, tất cả đều là chiến hoàng, chỉ chờ nhị gia ra lệnh, toàn bộ một mẻ hốt gọn. Hạ nhân Hoa gia cung kính nói, trong mắt đều là vẻ lấy lòng. Vậy thì bắt đầu đi. Hoa Thiên Minh khoát khoát tay, ra lệnh một tiếng. Mấy khắc sau, lần lượt từng bóng người ở trong các ngõ ngách bắn ra, xông thẳng vị trí tiểu viện của Tiêu Phàm. Trong tiểu viện, bộ dáng Tiêu Phàm như không thèm để ý. Nhưng mà trong lòng hắn thì vô cùng khẩn trương. Với lực lượng một mình hắn muốn tận diệt 66 sát thủ Diêm La Phủ, thật sự là không có khả năng, cũng không phải là Tiêu Phàm không phải đối thủ của những người này. Nếu như toàn lực ứng phó, Tiêu Phàm vẫn có thể nắm chắc giết được 2/3 số người. Thời gian 3 tháng qua đi, hắn so với hồi diệt sát trên trăm chiến hoàng cảnh ninh gia còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, những sát thủ này cũng không phải dễ ăn. Đều là tu sĩ tinh anh trong chiến hoàng cảnh cùng giai, có điều bọn hắn vẫn không lọt vào mắt Tiêu Phàm. Nếu như giết từng người một, Tiêu Phàm tự tin có thể diệt sạch toàn bộ bọn chúng. Có điều những người này sẽ không đần độn đứng ở đó để Tiêu Phàm giết. Lúc tự biết mình không địch lại được, bọn hắn tuyệt đối sẽ chạy trốn. Trong giới sát thủ có một chuẩn tắc mọi người đều biết, chính là kích đầu tiên chưa giết chết được kẻ địch thì đều sẽ rời đi, không được đánh giá thấp thực lực kẻ địch. Đây là điều căn bản để bọn hắn có thể sống sót. Dù sao, nếu Tiêu Phàm động thủ, sát thủ khác nhất định sẽ lập tức vây quanh. Giết chết Tiêu Phàm thì thôi, nếu giết không chết, bọn hắn sẽ lập tức tan ra bốn phía. Tiểu tử, còn chờ cái gì nữa? Không phải bị dọa sợ rồi à? Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai Tiêu Phàm, chỉ thấy một hắc y nhân cao gầy khiêu khích nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Thật đúng là đồ bỏ đi, hai người liên thủ mà còn chết mất một người, cho ngươi vị trí đó cũng vô dụng. Chỉ tiêu lần này, ngươi cũng đừng mong có được. Một nam tử áo đen khác tương đối mập mạp nói. Bởi vì Tiêu Phàm che mặt, tất cả bọn hắn căn bản không nhận ra Tiêu Phàm, cũng không phát hiện điểm khác thường của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn hai người, không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng hắn thì cười thầm. Ua, còn dám mắt chừng mắt nhìn ta. Nói ngươi còn không phục sao? Hắc y nhân mập mạp bỗng nhiên đứng dậy, tư thế chuẩn bị xuất thủ. Tất cả mọi người yên tĩnh chút, đột nhiên, một tiếng buồn bực vang lên trong sân. Ngươi là cái thá gì? Có người vô cùng khinh thường phẫn nộ quát, chỉ là lúc thấy ai đang nói, hắn vội ngậm miệng lại. Ngay lúc đó, một bầu không khí khẩn trương tràn ngập trong sân, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tiêu Phàm nhìn về thân ảnh kia, liền thấy một khuôn mặt kiên nghị lại hơi có vẻ tuấn tú, đó là một thanh niên 20 tuổi, con người lạnh lẽo không mảy may có chút sắc thái tình cảm nào. Mặc dù thanh niên này chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực nhàn nhạt, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là áp lực mà thôi. Từ ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn đó có thể thấy được, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ người thanh niên này. Dù là sát thủ chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng không ngoại lệ, có thể thấy thanh niên này là một cao thủ. Yên tĩnh như vậy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?
Thanh niên kia mở miệng nói, cau mày. Trong lòng Tiêu Phàm có chút ngoài dự liệu, thanh niên này thật đúng là không giống bình thường, lại có thể sớm phát hiện ra nguy hiểm, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, các ngươi muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Huyết thủ, người phát hiện ra cái gì? Có tu sĩ mở miệng hỏi. Đi, thanh niên kia đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh kích xạ về nơi xa. Biến cố bất thình lình, khiến tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Muốn đi, không cảm thấy muộn sao? Một thanh âm bá đạo tùy tiện vang lên, chỉ một thoáng, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bắn ra, nhiều vô cùng. Khí tức đáng sợ dọa người bên trong tiểu viện phát sợ, có điều bọn hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn vốn là tham gia sát phương thí luyện, sớm đã không để ý đến sinh tử. Mặc dù vòng thứ nhất đối với bọn hắn mà nói không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà vòng thứ hai, vòng thứ ba vẫn có khả năng tử vong. Thanh niên tên huyết thủ kia bị một kiếm mang bá đạo chém giết quay về, thân hình ngã xuống mặt đất, lùi ra phía sau vài chục bước mới đứng vững. Giết, cũng đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, ngay sau đó, đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong sân xông ra, một kiếm đánh về hướng người vừa rồi đánh bay huyết thủ. Tiểu tử này muốn chết sao? Sát thủ khác trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, đến huyết thủ còn không phải đối thủ của người kia, hắn đi lên làm sao có thể thắng? Tàn dương huyết, một tiếng quát nhẹ vang lên tại hư không, chỉ thấy một đạo huyết sắc tà dương xuất hiện trong hư không, mặc dù chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng mà đám người lại cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ. Quả nhiên là ngươi, rất hiển nhiên, người xuất thủ chính là Tiêu Phàm. Khí tức hồn lực của hắn bại lộ ra một chút khiến Hoa Thiên Minh phía đối diện trong nháy mắt liền nhận ra. Đáng chết, những người này là hắn mang đến. Có người kinh hô lên. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng không hay rồi, nếu như bị Hoa Thiên Minh phát hiện bản thân không phải cùng một nhóm với bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ không xuất thủ với sát thủ Diêm La Phủ. Mượn nhờ tay Hoa ra để diệt sát thủ Diêm La Phủ, đây chính là kế hoạch của Tiêu Phàm. Ban ngày hắn cố ý hiện thân, để người Hoa gia phát hiện, sau đó để Hoa gia hiểu lầm một đám sát thủ Diêm La Phủ là đồng đảng của hắn. Hiện tại không gặp được Huyền Hoàng, Hoa gia đối với Tiêu Phàm hắn đều hận thấu xương, sẽ nghĩ mọi biện pháp giết hắn, thậm chí còn có thể giận cá chém thới với bất kỳ người nào có quan hệ cùng Tiêu Phàm. Mà điều Tiêu Phàm muốn làm, chính là để Hoa Thiên Minh cho rằng mình cùng sát thủ Diêm La Phủ đi cùng nhau. Siêu siêu, đột nhiên, từng đạo bóng đen từ trong sân bắn ra. Hiển nhiên, người Diêm La Phủ xuất thủ, bọn hắn không muốn ở chỗ này ngồi chờ chết. Xem như sát thủ, trước này đều sẽ không bị động xuất thủ. Bọn hắn lúc nào cũng đều chủ động nắm giữ sinh mệnh mình, cái này đã trở thành một thói quen. Oanh, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoa Thiên Minh. Tiêu Phàm thừa cơ từ bên người Hoa Thiên Minh tiến lên, hóa thành một vệt sáng xông thẳng phương xa. Bốn người các ngươi đi theo ta, những người khác. Giết bọn hắn, một tên cũng không để sót. Hoa Thiên Minh phẫn nộ tới cực điểm. Lần trước để Tiêu Phàm chạy, lần này rốt cuộc lại để hắn trốn. Tiêu Phàm nếu không chết, Huyền Hoàng cũng sẽ không xuất hiện, đến lúc đó bệnh của Hoa Thiếu Phi sẽ không có ai trị. Cho nên, Hoa Thiên Minh bất luận thế nào đều sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Về phần những người gọi là đồng đảng Tiêu Phàm, đây chẳng qua là thuận tiện diệt sát mà thôi. Giết, theo tiếng gầm lên của Hoa Thiên Minh, người Hoa gia nào còn do dự cái gì? 200 cao thủ chiến hoàng cảnh xuất thủ không lưu tình chút nào. Tự tìm cái chết, sát thủ Diêm La Phủ cũng hoàn toàn phẫn nộ, bị 200 người vây công, bọn hắn ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Dù sao, bọn hắn rất nhiều người am hiểu chỉ là đánh lén cùng ám sát, chính diện đối địch không phải thế mạnh của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, chiến kỹ chói lọi bao phủ hư không, hơn 200 cường giả chiến hoàng chiến đấu. Bao la hùng vĩ, động tĩnh to lớn, trong nháy mắt thu hút tu sĩ Đại Long Đế Triều vây xem. Giờ phút này, trong một cái ngõ ngách cách đó mấy trăm trượng, Huyết Yêu Nhiêu mặc một bộ đồ đen nhìn trận chiến nơi xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút tê dại ra đầu. Cái kia tựa như là người Hoa gia Đại Long, người Hoa gia làm sao lại trợ giúp Tiêu Phàm ứng phó người Diêm La Phủ? Không đúng, Hoa gia là tới giết Tiêu Phàm. Bọn hắn hiểu lầm sát thủ Diêm La Phủ đều là đồng đảng của Tiêu Phàm. Huyết Yêu Nhiêu nhìn không được cong cong khóe miệng. Sau một khắc, Huyết Yêu Nhiêu trong nháy mắt hiểu rõ, khó trách ban ngày Tiêu Phàm mang ta ra ngoài đi lung tung,
hóa ra là cố ý dẫn Hoa Gia tới. Hoa Gia đối với Tiêu Phàm rốt cuộc hận đến mức nào, vậy mà đưa tới gần 200 chiến hoàng, hơn nữa liền, đồng đảng của Tiêu Phàm cũng không buông tha. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt Huyết Yêu Nhiêu lộ ra một nụ cười sán lạn, nàng rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm vì sao tự tin như vậy, chậm chạp nói, thật đúng là một hiểu lầm hoàn mỹ. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Hoa Thiên Minh, trong nháy mắt xông khỏi vòng vây của Hoa Gia. Nhìn thấy phía sau Hoa Thiên Minh mang theo 4 người đuổi theo, trên mặt Tiêu Phàm nổi lên một nụ cười. Cuối cùng lại thành công, Hoa Thiên Minh cũng thực biết phối hợp, vậy mà mang đến hơn 100 chiến hoàng. Trong lòng Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, lập tức vừa giận mắng, xem ra, Hoa Gia cũng thực sự hận ta tận xương. Tiêu Phàm rất rõ nguyên nhân Hoa Gia sở dĩ muốn giết hắn, chính là vì sợ bản thân lại đánh lén Huyền Hoàng mà thôi. Dù sao, Huyền Hoàng là người duy nhất hiện tại có thể cứu Hoa Gia thiếu chủ Hoa Thiếu Phi. Hắn có thể tưởng tượng được, kết cục của hơn 100 chiến hoàng cùng 66 sát thủ kia chính là ngươi chết ta sống, chí ít, so với một mình hắn ứng phó sát thủ Diêm La Phủ còn hiếu thắng hơn nhiều. Tiêu Phàm, đứng lại, ngươi mà trốn nữa thì tất cả đồng đảng đều phải chết. Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm phẫn nộ của Hoa Thiên Minh. Tốc độ của Tiêu Phàm khiến hắn có chút theo không kịp. Lần trước Tiêu Phàm chạy trốn được, lần này nếu muốn trốn, Hoa Thiên Minh hắn cũng ngăn không được. Hay lắm, ngươi tốt nhất để bọn hắn chết hết. Trong lòng Tiêu Phàm hò hét, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Có điều ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn dừng lại, nhìn thấy kiếm mang đao khí trùng thiên nơi xa, thiếu chút nữa thì bật cười. Coi như thức thời, Hoa Thiên Minh rất nhanh liền đi tới gần, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, ta biết ngay, tiểu tử ngươi một ngày nào đó sẽ nằm trong tay ta. Nói, Huyền Hoàng có phải đang ở trong tay ngươi? Huyền Hoàng, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, hóa ra lão tiểu tử này coi là bản thân bắt Huyền Hoàng, lập tức cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Giao Huyền Hoàng ra, cho ngươi một cái chết thoải mái. Hoa Thiên Minh lạnh giọng nói, nếu ta nói không thì sao? Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, người đại gia tộc quả nhiên cuồng ngạo, cho bản thân một cái chết thoải mái, tựa như là niềm tình lớn nhất với hắn. Bọn hắn đều phải chết, Hoa Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Phốc, Tiêu Phàm kém chút bật cười, hắn đang ước gì Hoa Gia tận diệt sát thủ Diêm La Phủ, có điều ngoài mặt lại ra vẻ phẫn nộ nói, ta có vẻ như không đắc tội Hoa Gia ngươi, không phải chỉ để Hoa Thiếu Phi biến thành hầu tử thôi sao? Hừ, người có biết Thiếu Phi là hy vọng của Hoa Gia ta, người làm hắn bị thương đều phải chết. Hoa Thiên Minh cực kỳ bảo hộ Thiếu Phi, hắn phải bảo vệ dòng chính của Hoa Thiên Bảo. Hoa Thiếu Phi chính là độc đinh. Nếu như Hoa Thiếu Phi chết, địa vị của hắn cùng với Hoa Thiên Bảo đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Chết rồi thì lại sinh thêm một đứa nữa là được, không phải sao? Tiêu Phàm lại lơ đễnh nói. Hoa Thiên Minh càng là coi trọng Hoa Thiếu Phi, trong lòng hắn lại càng thoải mái. Bởi vì chỉ có như thế, thân phận Huyền Hoàng kia của hắn mới có thể được Hoa Gia ưu ái. Chỉ cần không có làm ra việc gì nguy hiểm cho Hoa Gia, Hoa Gia đoán chừng đều sẽ mặc kệ. Đây cũng là lý do vì sao vài ngày trước hắn liền được phép tiến vào bảo khố Hoa Gia. Tiểu tử, người tự tìm cái chết. Nghe được lời Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh kém chút tức điên. Cái gì gọi là sinh thêm một đứa nữa là được, nếu như có thể sinh thêm, Hoa Thiên Minh hắn sớm đã sinh, Hoa Thiên Bảo cũng không chỉ có một nhi tử này. Theo Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm đây là đang cố ý châm chọc hắn. Điều này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Các ngươi vây quanh bốn phía, đừng để hắn lại chạy. Hoa Thiên Minh hoàn toàn tức giận. Tiếng nói vừa thốt ra, trường kiếm hắn cầm trong tay ám sát về hướng Tiêu Phàm, hồn lực hóa thành hỏa diễm, tại hư không ngưng tụ ra một đạo kiếm hà đáng sợ, muốn nuốt trọn Tiêu Phàm, diệt sát. Công kích cường hãn, khiến cả vùng không gian đều rung chuyển. Chạy, khóe miệng Tiêu Phàm hơi cong một chút. Hắn thật không nghĩ đến chạy trốn, hắn còn muốn nhìn xem người Diêm La Phủ chết chưa. Lần trước chỉ lĩnh ngộ tam trọng sát phạt chi ý, Tiêu Phàm không dám toàn lực ứng phó chém giết Hoa Thiên Minh, nhưng mà hiện tại, hắn lại lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý cùng tam trọng khoái mạn chi ý. Trừ cảnh giới vẫn kém Hoa Thiên Minh, còn phương diện nào hắn đều mạnh hơn Hoa Thiên Minh. Hơn nữa, độ tinh thuần hồn lực của Tiêu Phàm, cho dù chiến hoàng cảnh giới đỉnh cao như Hoa Thiên Minh cũng kém xa. Tương tự, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm vì sao có thể chém giết Ninh Vô Thánh.
Hiện tại, Tiêu Phàm cho dù không cần toàn lực ứng phó, cũng có thể nhẹ nhàng chém giết Hoa Thiên Minh, hắn sao lại phải chạy trốn. Mắt thấy kiếm kia gào thét mà tới, Hoa Thiên Minh cùng bốn tu sĩ Hoa gia tất cả đều lộ ra nụ cười. Một tiểu tử chiến hoàng cảnh trung kỳ, làm sao có thể dùng thân thể đối kháng lại một kích của chiến hoàng cảnh đỉnh phong đây? Huống chi, Hoa Thiên Minh là chiến hoàng cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ tam trọng kiếm ý, cũng chính là hoàng phủ chiến hoàng. Chỉ là sau một khắc, khiến mấy người mắt trợn tròn là, toàn bộ thân thể Tiêu Phàm đứng sừng sững ở trong kiếm kia, thân thể hắn dường như mờ đi. Thân hắn ở trong kiếm hà, căn bản không nhúc nhích gì, quanh thân lóe ra một vệt sáng, bảo hộ hắn ở giữa. Làm sao có thể, Hoa Thiên Minh kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, con người không ngừng run rẩy, bốn người khác cũng cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm cũng quá đáng sợ rồi. Phốc, đột nhiên, thân thể Tiêu Phàm hư ảo tiêu tán ra, hư không cái gì cũng không có. Người đâu, mấy người Hoa Thiên Minh kinh ngạc nhìn bốn phía chung quanh, lại phát hiện căn bản không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, chẳng lẽ đã bị một kiếm vừa rồi chém giết. Nhìn chỗ nào đấy, đột nhiên, một thanh âm trầm ngâm từ trên không trung truyền đến, bốn người Hoa Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Phàm đã xuất hiện ở ngoài không trung trên trăm trượng. Bởi vì là ban đêm, bốn người Hoa Thiên Minh nhất thời không thấy được. Thật nhanh, cường giả Hoa gia kinh hô, bọn hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm chạy đi như thế nào. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý, tốc độ đáng sợ đến cỡ nào. Có điều nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không phải là không xem nhẹ một kích kia, mấy người Hoa Thiên Minh cũng buông lỏng một hơi. Nếu thật sự xem nhẹ công kích của hắn, vậy thì quá là đáng sợ. Tiêu Phàm, người mãi mãi cũng chỉ biết chạy sao? Hoa Thiên Minh nhè răng nói. Không chạy, vậy thì phải làm thế nào? Đứng ở đó cho ngươi giết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nếu ngươi đã muốn ta đứng yên để ngươi giết, vậy thành toàn ngươi. Tiêu Phàm lắc mình một cái, lại xuất hiện ở đối diện Hoa Thiên Minh, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Chúng, Hoa Thiên Minh gào thét một tiếng, phía sau hắn, đột nhiên một đạo khí tức đáng sợ buông xuống, chỉ thấy một con ong khổng lồ màu đỏ cỡ một thước trống rỗng xuất hiện, một đạo huyết sắc lợi mang từ sau mông on ong kia bắn ra. Bát phẩm chiến hồn huyết hoàng phong, Tiêu Phàm kêu lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cục hiểu vì sao Hoa Thiên Minh có thể truy tìm hành tung của hắn. Huyết hoàng phong có một năng lực, chính là có thể truy tung mùi, khí tức hồn lực mỗi người đều không giống nhau, dù là mùi đi qua mấy ngày, huyết hoàng phong cũng có thể ngửi được, thậm chí nhẹ nhõm phân biệt ra. Bà nó, may mà ta để U Linh Nhất Hào đánh với ta một trận, bằng không, nếu như Hoa Thiên Minh đột nhiên đến nhà khách, ngửi được khí tức hồn lực nguyên bản của ta, vậy thì xong đời rồi. Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía, đây mới là nguyên nhân khiến hắn kinh ngạc. Nhưng mà theo Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm biết sợ rồi. Hoa Thiên Minh không biết là, đánh lén bậc này đối với Tiêu Phàm căn bản là vô dụng. Dựa vào linh cảm cường đại của U Linh Chiến Hồn, tất cả mọi thứ xung quanh đều in vào trong đầu hắn, biến hóa rất nhỏ đều không thoát được mắt hắn. Phốc, Tiêu Phàm há mồm phun một cái, một đạo sương mù màu đen bắn ra, xông thẳng lợi mang huyết sắc kia. Quỷ dị là thời khắc lợi mang huyết sắc chạm đến sương mù màu đen, liền trực tiếp tiêu tán hầu như không còn. Chết, Hoa Thiên Minh lấn người tiến lên, một kiếm xông thẳng ngực Tiêu Phàm. Được đằng chân lân đằng đầu, thật sự coi ta là đồ vật gì. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, vừa rồi đã đứng bất động ở đó tiếp nhận một kích của ngươi, ngươi lại được nước lấn tới, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao. Hô, lúc Hoa Thiên Minh tới gần hắn, thân thể Tiêu Phàm nhẹ nhàng khẽ động, như huyễn ảnh trong gió. Một vệt sáng bỗng bắn vào trong cơ thể Hoa Thiên Minh. Ngay lúc đó, thân thể Tiêu Phàm trong nháy mắt ẩn hiện, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. A, Hoa Thiên Minh hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới. Tiêu Phàm cũng không có truy sát, chỉ lạnh lùng nhìn. Bốn người Hoa gia khác phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đứng bảo vệ xung quanh Hoa Thiên Minh. Khốn kiếp, ngươi làm gì ta? Hoa Thiên Minh nhè răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Hắn phát hiện, bản thân căn bản là không thể điều động hồn lực. Đạo lưu quang vừa rồi quá nhanh, mặc dù hắn không nắm bắt được, nhưng mà lờ mờ nhìn thấy là thứ gì, đó là ba cây kim châm. Ngươi nói xem là cái gì? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng tà ác, từng bước một đi về phía Hoa Thiên Minh.
Tỏa hồn châm, thứ này của ngươi là tỏa hồn châm. Toàn thân Hoa Thiên Minh run lên, trên mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hoa Thiếu Phi bởi vậy mà mỗi ngày đều ngồi xổm ở trong hầm cầu. Loại tư vị này, Hoa Thiên Minh không cách nào tưởng tượng, quan trọng nhất là Huyền Hoàng không thấy tăm hơi, không có người nào có thể rút tỏa hồn châm này ra. Đi mau, Hoa Thiên Minh không cam lòng ở chỗ này đợi. Thủ đoạn của Tiêu Phàm quá là đáng sợ, rõ ràng chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, lại đáng sợ như thế. Có điều, trong lòng Hoa Thiên Minh cho rằng Tiêu Phàm đang giả heo ăn thịt hổ. Bởi vì mấy ngày trước đây lúc Tiêu Phàm truy sát Huyền Hoàng đã thi triển ra thực lực chiến hoàng đỉnh phong. Nghĩ vậy, Hoa Thiên Minh rốt cuộc không dám ở chỗ này tiếp, sống sót còn có một tia hy vọng, nếu chết, vậy hắn liền xong đời. Giết bọn hắn, đồng đảng của Tiêu Phàm một tên cũng không để lại. Tứ đại cường giả Hoa gia mang theo Hoa Thiên Minh rời đi, chỉ có một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Ngươi dám, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, trong thanh âm đều là vẻ nôn nóng, nhưng trong lòng hắn lại đang cao hứng. Hoa Thiên Minh ra lệnh một tiếng, người Hoa gia không liều mạng mạng mới là lạ. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về gần tiểu viện ban nãy, mặt đất vô số cỗ thi thể đang nằm. Cụt tay cụt chân đâu đâu cũng có, mặt đất đỏ tươi như máu, một cỗ khí nồng đậm khắc nghiệt cùng huyết tinh tràn ngập trên không trung. Diêm La Phủ 66 sát thủ, đã chết 40, 50 người. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng thế nhưng người Hoa gia quá nhiều. Hơn 100 chiến hoàng, 2 người, thậm chí 3 người ứng phó 1 người, nếu như còn không giết được, người Hoa gia cũng thực sự là đồ bỏ đi. Đồng thời, chiến hoàng Hoa gia cũng tử thương không ít. Người còn lại cũng càng đánh càng điên cuồng. Giết bọn hắn, nhị gia nói, một tên cũng không để lại. Giết, tiếng la giết, tiếng gầm gừ vang vọng hư không, tất cả mọi người tựa như không muốn sống, xông thẳng mười mấy 20 người Diêm La Phủ còn sót lại. Thủ đoạn trốn của sát thủ tất nhiên bất phàm, nhưng cũng phải xem tình huống và hoàn cảnh. Người Hoa gia lấy 3-1, bọn hắn dù muốn chạy cũng rất khó. Một khi chạy trốn, người truy sát bọn hắn càng nhiều. Có điều bọn hắn nghĩ không ra là, Hoa gia vì sao lại liều mạng như vậy, Diêm La Phủ bọn hắn có vẻ như không hề đắc tội Hoa gia. Cũng có người hiểu ra cái gì, muốn ngăn cản trận chiến này, nhưng mà người Hoa gia căn bản không nghe bọn hắn nói nhảm. Dù hai phe trước đó không có cừu hận, hiện tại đối mặt sinh tử, hai phe đều tổn thương trầm trọng, cũng coi như là mối thù sinh tử. Đến bước này, 10 sát thủ còn lại cũng không thèm đếm xỉa, chính diện giao chiến không địch lại, nhưng mà thân pháp bọn hắn vẫn cực kỳ lợi hại. Tiểu tử, là ngươi đang làm trò quỷ. Đột nhiên, thanh niên sát thủ tên huyết thủ quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nơi xa nói. Bọn hắn ở chỗ này chém giết, mà Tiêu Phàm vẫn đứng ở kia không nhúc nhích, tiểu tử này rất cổ quái, huyết thủ không thể không hoài nghi. Kỳ thật từ lúc Tiêu Phàm ban đầu xông ra khỏi trùng vây, huyết thủ cùng mấy sát thủ khác liền hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ gì mà thôi. Hơn nữa người Hoa gia khí thế hung hăng, căn bản không cho bọn hắn cơ hội giải thích, cho nên liền đại chiến tại cùng một chỗ. Diêm La Phủ bây giờ tử thương thảm trọng, huyết thủ nhìn thấy Tiêu Phàm lại là bộ dáng đạm nhiên, điều này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Nghe được lời huyết thủ, sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, bộ dáng như xem kịch vui. Ngươi tự tìm cái chết. Huyết thủ gầm thét một tiếng, chân đạp bộ pháp quỷ dị xông thẳng ra khỏi vòng vây đám người Hoa gia. Với thực lực của hắn, cũng không phải hắn trốn không thoát, mà là hắn không muốn trốn. Tốc độ huyết thủ cũng không chậm, mấy giây sau liền xông ra cách mấy trăm trượng, đi tới gần Tiêu Phàm, một chuôi kiếm huyết sắc từ trong hư không nhô ra. Tiêu Phàm, người còn chưa chết. Đúng lúc này, người Hoa gia nơi xa cũng nhận ra Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa Thiên Minh không phải đi giết hắn hay sao, sao hắn còn sống? Tiêu Phàm, Diêm La Phủ ta không có ai tên Tiêu Phàm. Huyết thủ ra tay không lưu tình chút nào, trường kiếm huyết sắc không có bất kỳ lay động nào, mới thoáng cái, cách trái tim Tiêu Phàm chỉ còn 3 thước. A, à, Tiêu Phàm cười khẽ một tiếng, đột nhiên duỗi ra 2 ngón tay, kẹp lấy chuôi huyết kiếm đâm tới. Quỷ dị là, huyết kiếm trong nháy mắt đứng ở hư không. Mặc cho huyết thủ dùng lực như thế nào, cũng không mảy may tới gần được. Trái lại Tiêu Phàm một mặt đạm nhiên, thân thể đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích tí nào. Còn người huyết thủ mạnh mẽ co lại, cùng là chiến hoàng cảnh trung kỳ, vì sao thực lực khác biệt lớn như vậy?
đây cũng là hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực dạng này. Tiêu Phàm, ta biết, hắn là người Đại Ly Đế Triều, giết Nam Cung Thiên Giật, diệt trên trăm chiến hoàng của Ninh gia, thậm chí ngay cả Ninh Vô Thánh đều bị hắn giết chết. Diêm La Phủ có sát thủ cả kinh kêu lên. Đại Ly Đế Triều không chỉ là địa giới huyết lâu, cũng có sát thủ Diêm La Phủ, nghe qua tên Tiêu Phàm cũng là chuyện thường, ai bảo cái tên Tiêu Phàm này một năm qua quá vang dội chứ. Người Hoa ra mặt ngây ra đứng ở đó, những người này không phải đồng đảng của Tiêu Phàm sao? Làm sao lại không quen biết nhau? Hiện tại còn muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, huyết thủ khẽ cắn môi, trực tiếp lui về sau, hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ Tiêu Phàm, lập tức giận dữ quát, vì sao ngươi muốn sắp xếp để giết chúng ta? Phốc, huyết thủ vừa dứt lời, một thân ảnh đột nhiên vờn qua quanh người hắn, con người huyết thủ run rẩy kịch liệt, kinh hãi cúi đầu, nhìn trên lồng ngực mình, nơi đó cắm một chuôi huyết kiếm dài nhỏ. Đúng là chuôi kiếm hắn vừa mới dùng để ám sát Tiêu Phàm, nhưng mà bây giờ lại cắm trên lồng ngực hắn. Bởi vì, các ngươi đáng chết, một thanh âm lạnh lùng quanh quẩn bên tai hắn, ngay sau đó, thi thể huyết thủ rơi xuống mặt đất. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà giết huyết thủ, ngươi có biết, hắn. Nơi xa sát thủ Diêm La Phủ kinh khủng nhìn Tiêu Phàm đang bước về phía bọn hắn, sắc mặt đại biến. Phốc, đáng tiếc, nói còn chưa dứt lời, một vết máu xuất hiện ở trên cổ hắn, máu tươi phun ra ngoài. Sát thủ Diêm La Phủ khác tất cả đều sợ hãi, bọn hắn sao còn không biết đây là một cái bẫy chống đối bọn hắn, nhằm mục đích tận diệt bọn hắn. Nghĩ vậy, bọn hắn nhấc chân chạy, rốt cuộc không có dũng khí chiến đấu. Chúng ta bị chơi, người Hoa gia cũng bắt đầu phản ứng, nhe răng trợn mắt, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Thế nhưng, bọn hắn lại bị thực lực Tiêu Phàm trấn áp, không dám tùy tiện xuất thủ. Tàn dương huyết, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên dâng lên một vòng thái dương huyết sắc, tà dương như máu, yêu diễm đỏ tươi. Mười mấy sát thủ Diêm La Phủ còn sót lại, tất cả đều bị vòng tà dương này bao quanh, ma diệt, chỉ còn máu tươi phủ phiếm trên không trung. Tiêu Phàm, người sẽ chết rất thảm. Theo một tiếng kêu thét, một sát thủ cuối cùng của Diêm La Phủ đẫm trong máu. 66 sát thủ Diêm La Phủ tất cả đều mất mạng tại nơi này. Huyết yêu nhiều nơi xa âm thầm thấy cảnh này, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Trước đó nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ đang nói đùa mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà tận diệt sát thủ Diêm La Phủ. Huyết yêu nhiều phát hiện, bản thân ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Qua thời gian mấy tháng, nàng từ chiến vương cảnh đỉnh phong đột phá đến chiến hoàng hậu kỳ, so với những người khác cũng coi là thiên tài. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là từ chiến vương sơ kỳ. Đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, chênh lệch gấp đôi. Quan trọng nhất là thực lực Tiêu Phàm quá đáng sợ, cho dù cường giả hoàng phủ còn có thể giết, nếu như tiến thêm một bước, dưới chiến đế cảnh có mấy người là đối thủ của hắn. Trừ phi tuyệt thế chiến hoàng xuất thủ, còn lại chiến hoàng bình thường đều sẽ không để vào mắt Tiêu Phàm. Lúc ở chiến vương cảnh vượt giai chiến đấu, có thể lý giải, nhưng mà ở chiến hoàng cảnh còn có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới để giết người. Vậy thì có chút yêu nghiệt rồi, mà Tiêu Phàm chính là dạng yêu nghiệt này. Còn chưa cút, muốn để ta mời các ngươi rời đi sao? Tiêu Phàm trừng mắt quét qua, người Hoa gia toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Giờ phút này Tiêu Phàm sát khí trùng thiên, ai đến gần hắn? Đi, tu sĩ Hoa gia quát nhẹ một tiếng, đồng loạt bỏ chạy về. Bọn hắn nhiều tới 180 người, hiện tại cũng chỉ còn lại 120 mấy người. Chết 5-60 người không nói, trong số người sống sót cũng có 3-40 người bị trọng thương. Bọn hắn không dám đánh cược, Tiêu Phàm có thể diệt sát trên trăm chiến hoàng Đại Ly Ninh gia, bọn hắn còn không hiếu thắng như chiến hoàng Ninh gia. Đều là đế đô nhất lưu gia tộc, thực lực cũng không kém bao nhiêu, điểm này bọn hắn rất rõ ràng. Người Hoa gia rời đi, khắp nơi yên tĩnh trở lại. Những người âm thầm quan sát trận chiến sau khi nhận ra người Hoa gia cũng đã sớm rời đi. Hoa gia xuất thủ, mọi người đều muốn tránh. Một trận gió mát thổi qua, mang theo một cỗ khí nồng đậm huyết tinh. Tiêu Phàm đột nhiên cau mày một cái, nhìn về phía sau. Tiêu Phàm. Huyết yêu nhiều chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, trên mặt hiện lên một nụ cười sán lạn, nói cảm ơn ngươi. Chúng ta cũng coi là bằng hữu, không phải à?
Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Vẻn vẹn chỉ là bằng hữu sao? Trong lòng Huyết Yêu Nhiêu chậm chạp nói, chẳng biết tại sao cảm giác có chút đau lòng, giống như cảm giác bị kim đâm, có điều ngoài mặt lại duy trì bình tĩnh, cười gật gật đầu nói ưm. Tiêu Phàm tất nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Huyết Yêu Nhiêu, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ xem Huyết Yêu Nhiêu như bạn bè bình thường, mặc dù thường xuyên bị nàng đùa giỡn, nhưng Tiêu Phàm sớm thành thói quen. Bộp bộp, đột nhiên, một chàng thanh âm vỗ tay vang lên, Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu biến sắc, bỗng nhiên nhìn lại theo nguồn phát ra thanh âm. Trên mái ngói tiểu viện cách đó không xa, một thân ảnh đang ngồi. Đó là một người mặc người áo đen, cả người bó chặt trong đó, khiến cho người ta không nhìn thấy khuôn mặt. Có điều, trên áo bào kia lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chữ lớn màu trắng, tà. Chữ tà vô cùng quỷ dị, lưu loát, lộ ra một tia tà khí, cũng ẩn chứa một cỗ kiếm khí lăng lệ, chủ yếu là chữ này được thêu lên. Tà vương cận tà, Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy hắc y nhân kia, con người khẽ run lên, một bước ngăn trước mặt Tiêu Phàm, cả người đề phòng tới cực điểm. Ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hắc y nhân kia, từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, loại cảm giác này đến từ linh hồn. Tu luyện thời gian dài như vậy, trừ đám người Túy Ông thế hệ trước, hắn còn chưa bao giờ trên người ai cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Nguy hiểm, đây là nhận định Tiêu Phàm dành cho hắc y nhân này. Huống chi, hắn quen biết Huyết Yêu Nhiêu lâu như thế, còn chưa bao giờ thấy Huyết Yêu Nhiêu trịnh trọng như vậy. Tà vương cận tà, trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm cái tên này, thần sắc cũng ngưng trọng tới cực điểm, chẳng lẽ là người này đem tình báo bán cho Diêm La Phủ. Huyết gia Huyết Yêu Nhiêu, hắc y nhân mở miệng nói, ngữ khí vô cùng bình thản, thanh âm có chút mơ hồ, nhưng lại mang theo lực hút. Huyết Yêu Nhiêu bái kiến tà vương, Huyết Yêu Nhiêu hơi hơi thi lễ. Tiêu Phàm không nhúc nhích, hắn đã chuẩn bị toàn lực xuất thủ, chỉ cần không phải chiến đế, Tiêu Phàm hắn có thể đánh cược một lần. Tiêu Phàm, thả lỏng một chút, nếu hắn muốn giết chúng ta cũng không cần đợi đến hiện tại, ngươi và ta không phải đối thủ của hắn. Huyết Yêu Nhiêu cảm nhận được khí tức như có như không trên người Tiêu Phàm, vội vàng truyền âm nói. Hắn là ai? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Một trong tứ đại sát phương 5 năm trước, danh xưng Tà Vương. Huyết Yêu Nhiêu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vốn dĩ hắn là người La Sinh Môn, nhưng mà 3 năm trước đây liền rời khỏi La Sinh Môn, hiện tại không thuộc về bất luận một tổ chức sát thủ nào. Tứ đại sát phương, Tiêu Phàm biến sắc, địa vị thật đúng là không nhỏ. Có thể xưng là sát phương, 5 năm trước hắn chắc hẳn là chiến hoàng cảnh. Bây giờ qua 5 năm, hắn lại cường đại thêm bao nhiêu đây? Khó trách đến cả Huyết Yêu Nhiêu cũng kiêng kỵ như vậy, tà vương này không phải là chiến vương cảnh phong vương, mà là sát vương. Ngươi rất sợ hắn, Tiêu Phàm hỏi lại, nếu không phải người tam đại tổ chức sát thủ, vậy vì sao phải sợ hắn? Huyết Yêu Nhiêu lắc đầu, hiển nhiên bây giờ không muốn giải thích nhiều. Tiểu tử, ngươi phải biết, ngươi làm hỏng một cuộc làm ăn của ta. Thanh âm tà vương cận tà thăm thẳm vang lên. Một đôi mắt trong vành nón màu đen rơi vào trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác như mình bị một con liệp ưng tiếp cận. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, hắn trước đó cũng đã phỏng đoán, nhưng mà nghe thấy được lại là một chuyện khác, quả nhiên là người tên cận tà đang giám sát bọn hắn. Thế nhưng điều Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng là, cận tà này dựa vào cái gì điều tra thân phận cùng vị trí đám người bọn hắn. Nếu như vấn đề này giải quyết không được, việc sắp tới chống đối Hoa gia cũng có chút khó khăn. Một khi cận tà đem thân phận bản thân tiết lộ cho Hoa gia, mình tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Tà vương, bọn hắn đáp ứng cho ngươi bao nhiêu, chúng ta đền cho ngươi từng ấy. Thấy cận tà chống đối Tiêu Phàm, Huyết Yêu Nhiêu nhịp tim đập nhanh hơn. Tiêu Phàm không biết cận tà, tất nhiên không biết cái tên này đáng sợ. Trong giới sát thủ, mọi người đều biết, xuất hiện 4 kẻ điên là sát vương. Cận tà chỉ là một người trong đó mà thôi, nếu để cho hắn khó chịu, dù là Huyết Yêu Nhiêu, cận tà cũng dám giết. Ngươi cảm thấy bộ dáng ta giống như thiếu hồn thạch lắm sao? Cận tà thản nhiên nói, lời này khiến Huyết Yêu Nhiêu trong lúc nhất thời không biết nói gì, cận tà lại sao có thể thiếu hồn thạch chứ? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm đi đến trước người Huyết Yêu Nhiêu, nhìn cận tà nói. Thú vị, tiểu tử. Ngươi là người đầu tiên khi biết rõ tên ta,
còn dám cùng ta như thế nói chuyện. Cận tà nhếch miệng cười một tiếng, mang theo vài phần tà dị, tiếng cười hơi khó nghe. Tiêu Phàm: U Linh, ta phải gọi ngươi là gì đây? Tùy ý, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Sắc mặt Tiêu Phàm đã có chút âm trầm, trong lúc nhất thời hắn không biết cận tà đến cùng muốn làm gì. Nói không sai, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, vậy liền gọi ngươi là U Linh. Cận tà ra chiều suy nghĩ gật đầu, nói, ngươi là người đầu tiên có thể trốn được sự truy tung của ta. Ta muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch, không biết ngươi có đồng ý hay không? Giao dịch gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ cận tà muốn có được phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liễm tức thuật? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, bản thân chỉ là một chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, nên sẽ không lọt vào mắt cận tà ngươi, lại có tư cách gì cùng ngươi giao dịch đây? Nếu như nói, trên người bản thân còn có đồ vật gì có thể làm cho cận tà để ý, vậy cũng chỉ có cải biến dung mạo cùng hồn lực khí tức, phân cân thác cốt thủ và hồn biến liễm tức thuật. Ngay cả huyết yêu nhiều cũng vô cùng ngoài dự liệu, có điều trong lòng nàng có chút ngưng trọng lên, chẳng lẽ cận tà nhìn ra thân phận Tiêu Phàm? Không phải chứ, Tiêu Phàm không có phương diện nào bại lộ thân phận Tu La Điện Chủ, cận tà tuyệt đối nhận không ra. Tạm thời không thể nói cho ngươi biết, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi ngươi có thể chiếm lấy danh hiệu sát phương lần này. Cận tà lắc lắc đầu nói, ngữ khí vô cùng thâm trầm. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng có chút không phục. Cận tà mặc dù không nói rõ, nhưng mà Tiêu Phàm cũng có thể hiểu ra một ý tứ khác. Cận tà còn không để Tiêu Phàm hắn vào mắt, thậm chí là nói, hiện tại hắn căn bản còn không có tư cách cùng cận tà giao dịch. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, hiện tại hắn, ở trong mắt cường giả chân chính thật không tính là gì. Chí ít, thực lực hắn hiện tại đến tư cách tiến vào Thánh Thành đều không có, còn phải trải qua vòng loại ở Nam Vực Đại Bỉ. Nếu như ngươi có thể trở thành sát phương, ta sẽ đưa cho ngươi một lễ vật không tưởng được, yên tâm, ngươi sẽ rất hài lòng. Cận tà nhếch miệng cười một tiếng, vừa dứt lời, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất trong trời đêm. Nếu như không phải hai người đều tận mắt nhìn thấy, Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu còn tưởng là mình đang nằm mơ. Thật mạnh, Tiêu Phàm hít sâu một hơi nhìn bầu trời đêm thâm thúy, tự lẩm bẩm. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, cận tà 5 năm trước là một trong tứ đại sát phương, không mạnh mới là lạ. Huyết yêu nhiêu an ủi Tiêu Phàm, nhìn thấy cận tà rời đi, nàng cũng buông lỏng một hơi. Tứ đại sát phương, là 4 người nào? Tiêu Phàm cau mày một cái. Huyết yêu nhiêu nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hít sâu một hơi nói, cận tà là một, còn có Lãnh Thiếu Nhận, Long Tịch, cùng Mộ Dung Dạ. Tiêu Phàm mờ mịt, 4 cái tên này, trước kia hắn còn chưa từng nghe nói qua, có điều từ trong giọng nói của huyết yêu nhiêu có thể thấy nàng rất coi trọng mấy người này. Lãnh Thiếu Nhận cùng ngươi có kinh nghiệm giống nhau, ngươi có lẽ đã nghe qua tên hắn. Trước khi ngươi bách thắng, sinh tử đấu trường Nam Vực cũng là hắn liên tục chiến thắng 100 trận. Huyết yêu nhiêu lại nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói chưa nghe nói qua, theo ý ngươi, Lãnh Thiếu Nhận cũng là người huyết lâu. Đã từng, hiện tại không phải. Huyết yêu nhiêu thở dài một hơi, có chút tiếc nuối, cũng có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút không hiểu. Lúc trước thời điểm Lãnh Thiếu Nhận gia nhập huyết lâu cấp cao đều chấn kinh một hồi. Chỉ là về sau, Lãnh Thiếu Nhận lại chủ động rời khỏi huyết lâu. Điểm này khiến rất nhiều người không hiểu, đã nhiều năm đều không tìm được đáp án. Cận tà trước kia là người La Sinh Môn, sau đó rời khỏi, Lãnh Thiếu Nhận gia nhập huyết lâu, cũng rời khỏi, vậy còn 2 người nữa. Tiêu Phàm lại hỏi, hắn cũng có chút hứng thú với chuyện của mấy người này. Huyết yêu nhiều hít sâu một hơi nói, Diêm La Phủ Mộ Dung Dạ, cùng La Sinh Môn Long Tịch cũng giống như thế, lần trước, 4 người bọn họ cùng tiến vào vòng thứ 3 sát phương thí luyện. Quỷ dị là, cuối cùng 4 người điểm tích lũy giống nhau như đúc, cho nên đồng thời ngồi lên vị trí sát phương. Cận tà danh xưng tà vương, Mộ Dung Dạ danh xưng dạ vương, Lãnh Thiếu Nhận danh xưng lãnh vương, Long Tịch danh xưng long vương. 4 người bọn hắn là 4 viên ngọc sáng nhất trong sát thủ đời trước, khiến cường giả tam đại tổ chức sát thủ thế hệ trước đều xấu hổ. Nhưng mà, cuối cùng bọn hắn đều quỷ dị rời khỏi tổ chức sát thủ. Lúc ấy giữa tam đại tổ chức sát thủ tạo ra phong ba rất lớn. Tiêu Phàm nghe chuyện tứ đại sát phương,
thần sắc hơi hơi ngưng tụ, đồng thời cùng rời khỏi tổ chức sát thủ, đây cũng thật quá quỷ dị. Một người rời khỏi tổ chức sát thủ đã coi như kỳ lạ, bốn người cùng rời khỏi, đây hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Có phải giữa bốn người bọn hắn có ước định gì không? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Không biết, về sau bốn người bọn hắn quỷ dị biến mất, tam đại tổ chức sát thủ cấp cao cũng không tìm bọn hắn. Ta cũng không nghĩ ở chỗ này sẽ gặp phải cận ta. Thần sắc Huyết Yêu Nhiêu vẫn có chút bận tâm. Sau đó lại nhìn Tiêu Phàm chỉnh trọng nói, Tiêu Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng cùng cận ta làm giao dịch. Yên tâm, ta tự có tính toán. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Hắn mặc dù không biết cận ta tìm hắn giao dịch vì cái gì, nhưng hắn biết rõ, khẳng định không phải vì phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liếm tức thuật. Cận ta nói chờ hắn đoạt được danh hiệu sát vương, sẽ tặng bản thân một lễ vật này là gì chứ? Trong lòng Tiêu Phàm có chút trầm trọng, thần sắc có chút mê mang, hồi lâu mới nhìn hướng Huyết Yêu Nhiêu nói, đi thôi, rời khỏi nơi này trước đã, còn 10 ngày nữa là vòng thứ nhất kết thúc, ngươi tận lực ẩn trốn cho tốt. Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không đợi Huyết Yêu Nhiêu phản ứng, Tiêu Phàm liền biến mất tại chỗ. Hiện tại sát thủ Diêm La Phủ tất cả đều tử vong, hắn tin tưởng, với năng lực của Huyết Yêu Nhiêu, đợi 10 ngày tại Long Hoàng Đế Đô sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm thối, Huyết Yêu Nhiêu tức giận dậm chân, muốn cùng đi lên, lại phát hiện Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Thật sự là Tiêu Phàm lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý, tốc độ quá nhanh. Sau khi rời đi, Tiêu Phàm cũng không lập tức trở về nhà khách trước đó thuê, mà tùy ý tìm một nơi, đợi 7-8 ngày. Thời gian 7-8 ngày, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu luyện, đối với sự tình bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Đêm đó, Hoa Thiên Minh thụ thương được tu sĩ Hoa gia mang về Hoa Phủ. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Hoa Thiên Minh trở về. Vội vàng đi lên, Thiên Minh, thế nào? Đại ca, ta thất bại. Hoa Thiên Minh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm đáng sợ, vội vàng đỡ Hoa Thiên Minh dậy, hồn lực rót vào cơ thể hắn. Sau một khắc, Hoa Thiên Bảo kinh hoàng, tỏa hồn châm. Là Tiêu Phàm, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hoa Thiên Minh vẻ mặt u ám. Tựa như cha mẹ chết. Hắn đường đường là hoàng phủ chiến hoàng, lại bị một tiểu tử chiến hoàng cảnh trung kỳ phong ấn tu vi, nói ra thật mất mặt. Nhưng mà, chính như hắn nói, tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, đến hắn cũng không phải là đối thủ, còn không đợi hắn phản ứng lại, Tiêu Phàm đã đánh 3 cây tỏa hồn châm vào cơ thể hắn. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy, đến một Tiêu Phàm còn không giết được. Hoa Thiên Bảo vẻ mặt không tin. Hơn 100 cái chiến hoàng, trừ phi gặp phải chiến đế, bằng không cơ bản cũng có thể nghiền ép hắn. Một Tiêu Phàm, cho dù cường đại thế nào, còn có thể nghịch thiên hay sao? Gia chủ, cũng đúng lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ thấy hai thân ảnh đi tới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, gia chủ, nhị gia, chúng ta bị lừa. Bị lừa, Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh không hiểu. Sau đó hai người kia nói sự tình bọn hắn biết từ đầu tới đuôi một lần. Hai huynh đệ Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh tức giận sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Cái gì, không thể nào, Hoa Thiên Minh gào thét, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, lập tức bất tỉnh nhân sự. Tiêu Phàm, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Hoa Thiên Bảo đứng bật lên, một bàn tay đánh cái ghế thành bột mịn, có thể thấy lúc này hắn phẫn nộ tới chừng nào. Bên trong sân nhỏ một tòa viện đơn sơ rách nát, Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, cả người tràn đầy tinh thần. Cách vòng sát phương thí luyện thứ nhất còn một ngày cuối cùng, Hoa gia, ta tới đây. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, dung mạo biến hóa liền đẩy cửa phòng đi ra. Chờ đợi 7-8 ngày, nghĩ đến Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh đã sứt đầu mẻ chán, nếu như hiện tại lại lấy thân phận huyền hoàng ra sân, Hoa gia nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tiêu Phàm nghĩ quả thật không sai. Mấy ngày nay Hoa phủ trên dưới tất cả bận rộn không ngừng. Vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm cùng Huyền Hoàng sao? Hoa Thiên Bảo ngồi ở đại sảnh, sắc mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ. 7-8 ngày, Tiêu Phàm tựa như đột nhiên mất tích vậy, mà Huyền Hoàng càng biến mất mười mấy ngày nay rồi, còn Hoa thiếu phi mười mấy ngày nay đều ngồi xổm ở trong hầm cầu.
Vốn dĩ Hoa Thiếu Phi hồng quang đầy mặt, bây giờ trở nên gầy trơ xương, nhìn qua hệt một như lão già vậy. Còn Hoa Thiên Minh lại từ Hoàng Phủ Chiến Hoàng biến thành một người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, thân thể suy yếu vô cùng. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy hai người thân nhất của mình biến thành bộ dáng này, trong lòng bình tĩnh như thế nào được. Tất cả những thứ này đều là vì Tiêu Phàm, Hoa Thiên Bảo ước gì đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, lột da chóc thịt, chỉ là căn bản tìm không thấy hành tung Tiêu Phàm mà thôi. Mấy ngày nay, hạ nhân Hoa gia đều ở trong trạng thái sợ hãi. Nghe thấy Hoa Thiên Bảo chất vấn, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, tìm Tiêu Phàm, một chút bóng dáng đều không có, trả lời như thế nào. Dù sao tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần nghe chửi, nói hay không cũng không đáng kể, còn không bằng ngậm miệng không nói. Gia chủ, đột nhiên, một thanh âm vội vàng phá vỡ sự yên tĩnh, chỉ thấy một hạ nhân Hoa gia lộn nhào xông vào phòng khách. Hoa Thiên Bảo giận mắt quét ngang, vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng tên hạ nhân kia lại đột nhiên thở không ra hơi nói, gia chủ, Huyền Hoàng Dược Sư đến. Cái gì? Hoa Thiên Bảo bỗng nhiên đứng dậy, một cái vặn chặt cổ áo hạ nhân kia, kích động nói, người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Gia chủ, Huyền Hoàng Dược Sư đến. Khí thế Hoa Thiên Bảo làm cho hạ nhân bị dọa cho phát sợ, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng gạt ra mấy chữ. Huyền Hoàng Dược Sư đến. Nhanh, mau mời. Hoa Thiên Bảo kinh ngạc nói, tự nhiên không biết làm sao, sau đó lại nói, chờ đã, ta tự mình đi nghênh đón. Mấy ngày sứt đầu mẻ chán, Hoa Thiên Bảo trở thành gia chủ đến nay còn chưa bao giờ có dạng việc này, bây giờ nhìn thấy Huyền Hoàng đến, đâu còn có thể bình tĩnh nữa. Tiêu Phàm đứng ở cửa ra vào Hoa Phủ, chờ đợi chốc lát, lại nhìn thấy Hoa Thiên Bảo tự mình đến nghênh đón, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, xem ra, ta xuất hiện vừa đúng lúc nha. Giờ phút này trong lòng Tiêu Phàm hoàn toàn là tư thái của một chúa cứu thế, giữ vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Huyền Tông Sư ngài rốt cục cũng đến, hơn nửa tháng này khiến cho ta đợi lâu quá. Hoa Thiên Bảo nắm hai tay Tiêu Phàm, kích động nói. Hoa gia chủ, xin lỗi, lần trước bị Tiêu Phàm gây thương tích, những ngày qua vẫn đang trị thương, cho đến một canh giờ trước mới xuất quan. Tiêu Phàm cười khổ nói. Tiêu Phàm ý tứ rất rõ ràng, không phải ta không đến, mà là bị Tiêu Phàm gây thương tích nên căn bản không đến được. Không phải thế. Ta vừa mới xuất quan liền lập tức chạy tới, đối với Hoa gia ngươi cũng hết mực quan tâm rồi. Cái tên Tiêu Phàm đáng chết, đợi ta tìm tới hắn sẽ thiên đao vạn quả, lột da chóc thịt hắn. Vừa nói đến Tiêu Phàm, Hoa Thiên Bảo liền nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên đao vạn quả, lột da chóc thịt, mẹ kiếp, Hoa Thiên Bảo, con mẹ ngươi thật đúng là hung ác, cũng may lão tử bách tà bất xâm. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, không khỏi run run. Vốn dĩ lão tử còn dự định cứu con trai của ngươi một mạng, có điều bây giờ xem ra không thể nữa rồi. Thậm chí còn muốn bám vào bảo khố của Hoa gia ngươi. Vừa nghĩ tới bảo khố Hoa gia, trong lòng Tiêu Phàm liền ngứa ngáy, hắn rất chờ mong mấy cái hồn điêu nhỏ kia có phải đã đổ đầy cái hồn giới kia rồi hay không. Khụ khụ, Hoa gia chủ, thực lực Tiêu Phàm cường đại, tỏa hồn châm càng cực kỳ đáng sợ, về luyện dược cùng tài nghệ y thuật còn phải giỏi hơn cả ta. Muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm vội vàng khen bản thân một cái. Muốn bắt lão tử, qua tối nay lão tử sẽ hoàn toàn biến mất, muốn bắt ta ư. Thấy Hoa Thiên Bảo còn muốn nói gì, Tiêu Phàm vội vàng ngắt lời nói, Hoa gia chủ, chúng ta đi vào xem Hoa thiếu gia trước đi. Tiêu Phàm sớm đã đem tất cả mọi việc xét lại một lần, Huyền Hoàng không nên biết việc Hoa Thiên Minh bị thương, cho nên hắn sẽ không nhắc đến Hoa Thiên Minh. Huyền Tông Sư, lần này sợ làm phiền ngươi. Sắc mặt Hoa Thiên Bảo khó coi nói, đi vào trước rồi nói. Tiêu Phàm theo Hoa Thiên Bảo đi tới gian phòng Hoa Thiếu Phi, thấy bộ dáng Hoa Thiếu Phi nằm ở trên giường, Tiêu Phàm cũng bị giật mình. Không thể nào, bổ khí thông hồn đan lợi hại như vậy sao? Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc nói, cái gọi là bổ khí thông hồn hoàn chỉ là một loại dược hoàn hắn tùy ý luyện chế mà thôi, nhưng công hiệu này kinh khủng quá. Hoa Thiếu Phi dù sao cũng có tố chất thân thể tu giả mà lại bị hút khô. Huyền Tông Sư, việc này, trong lòng Hoa Thiên Bảo vẫn tức giận Huyền Hoàng, nhi tử mình đang yên đang lành, bị hắn chỉnh thành cái bộ dáng như thế. Nếu như không phải đem hy vọng cuối cùng ký thác trên người Huyền Hoàng,
Hoa Thiên Bảo đã sớm nổi giận. Chúc mừng Hoa gia chủ, đây là hiện tượng tốt, Tiêu Phàm vẫn không nhịn được bật cười nói. Hiện tượng tốt, trước đó Huyền Dược Sư không phải nói, rút tỏa hồn châm ra nhất định phải huyết khí tràn đầy sao? Tinh khí thần tràn đầy sao? Hoa Thiên Bảo càng thêm nghi hoặc. Nguyên nhân cụ thể ta nói Hoa gia chủ cũng không nhất định hiểu được, hiện tại nhìn ta rút tỏa hồn châm ra thì ngươi sẽ tin. Tiêu Phàm cuốn ống tay lên áo liền đi đến bên giường. Thần sắc Hoa Thiên Bảo ngưng lại, trong lòng có chút kích động, gần một tháng rồi, rốt cục cũng có thể rút tỏa hồn châm ra. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh giường, bàn tay đặt tại vị trí hồn hải Hoa Thiếu Phi, chút vào cơ thể hắn một cỗ hồn lực bằng bạc, một đạo hồn lực hóa trưởng thành châm, cắm vào trong hồn hải Hoa Thiếu Phi. Chỉ một thoáng, hồn lực trong phòng vũ động, nhấc lên một cỗ hồn lực phong bạo to lớn. Sau một khắc, huyết khí trên người Hoa Thiếu Phi nhanh chóng dâng lên, cả người nhìn qua tràn đầy tinh thần. Thực có thể, Hoa Thiên Bảo kinh ngạc vô cùng. Hắn không thấy Tiêu Phàm nhếch miệng lên, loại thủ pháp này hắn đã từng dùng qua trên người mình, chỉ là kích phát tiềm năng bản thân mà thôi mà thôi. Ban đầu sau khi chém giết Tần Đao ở Ly Hỏa Đế Đô, cùng Vương Đạo Minh đối chiến, Tiêu Phàm chính là dùng loại thủ pháp này chèo chống chiến lực. Loại thủ pháp này thông qua kích thích huyệt vị một người, khiến huyết dịch tu sĩ sôi trào lên, lại tăng thêm Tiêu Phàm đã chậm rãi rút ra ba cây tỏa hồn châm, hồn lực trong cơ thể Hoa Thiếu Phi khuấy động, tự nhiên có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay hắn, có một vòng xoáy hồn lực, trên vòng xoáy hồn lực hút lấy ba cây châm dài. Thành công, Hoa Thiên Bảo hết sức kích động nói. Phốc, đột nhiên Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay đột nhiên dừng lại, sắc mặt hơi trắng bệch, ba cái kim châm vẫn cắm ở ngực Hoa Thiếu Phi Huyền Tông Sư, ngươi làm sao? Hoa Thiên Bảo thấy khuôn mặt Tiêu Phàm vội vàng hỏi, bộ dáng không giống như là đang làm giả. Vừa mới quên nói với Hoa gia chủ, lúc ta lấy châm không cho phép quấy rầy. Tiêu Phàm cười khổ nói, hiện tại, hồn hải Hoa Thiếu gia hút lại tỏa hồn châm, ta không thể tuyển chọn cưỡng ép. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hoa Thiên Bảo không cần nghĩ ngợi hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Trong lòng Tiêu Phàm cười nói, có điều ngoài mặt lại cực kỳ bình tĩnh, có chút áy náy nói, hai, Hoa gia chủ, đều tại trình độ ta không tốt. Huyền Tông Sư, không phải ngươi sai, đều tại ta. Hoa Thiên Bảo tự trách nói, Huyền Tông Sư, ngươi nhất định còn có biện pháp bổ túc đúng không? Biện pháp thì có, chỉ cần tìm đủ mấy thứ dược tài. Luyện chế thành dược dịch liền có thể chữa trị kinh mạch Hoa Thiếu gia. Tiêu Phàm nói, ngươi cần dược tài gì, bảo khố Hoa gia ta đều có. Hoa Thiên Bảo không chút do dự mở miệng nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, sau khi suy tư một phen mới nói, lần trước trong bảo khố ta nhìn thấy vài cọng linh dược, có lẽ có thể đem ngay một cái. Việc này không nên chậm trễ. Hoa Thiên Bảo đi thẳng ra ngoài. Tiêu Phàm khóe miệng cong lên. Cũng vội vàng đi lên, bảo khố Hoa gia, Tiêu Phàm ta lại tới đây. Không bao lâu, Tiêu Phàm lần nữa đi theo Hoa Thiên Bảo tới bảo khố Hoa gia, như lần trước, thủ vệ vẫn vô cùng xâm nghiêm, có điều Tiêu Phàm lại không có bất kỳ khẩn trương nào. Hắn vô cùng chờ mong, khi Hoa Thiên Bảo mở cánh cửa bảo khố ra, hắn ta sẽ có vẻ mặt gì. Bang, cánh cửa đại điện mở ra, một cỗ khí tức nặng nề từ trong cung điện tràn đến. Hoa Thiên Bảo làm một cái mời thủ thế. Hoa gia chủ, mời ngài trước, Tiêu Phàm vô cùng khách khí nói ra, nói đùa cái gì, nếu như để cho ta đi vào trước, đến lúc đồ vật bên trong không thấy, trách ta thì làm sao bây giờ. Hoa Thiên Bảo cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào, chỉ là hắn vừa mới bước vào cửa, thân hình đột nhiên đứng lại, toàn thân run lẩy bẩy. Lắc mình một cái, Hoa Thiên Bảo trong nháy mắt xông đi vào, ngay sau đó. Bên trong truyền đến một tiếng gầm thét ngập trời. Là ai? Thanh âm phẫn nộ vang vọng tứ phương, tu sĩ cả tòa Hoa phủ đều nghe được, cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại trống rỗng xuất hiện. Những cường giả âm thầm ẩn nấp ở Hoa gia, đều xuất hiện ở bốn phía bảo khố. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình liền đi vào, khi hắn nhìn thấy tất cả trong bảo khố, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bốn hàng giá gỗ nhỏ có hai hàng để hồn binh và kỳ vật, đã sớm bị chuyển hết không còn, tủ khóa hai bên đại điện vốn khóa chặt, nhưng bây giờ tất cả lại đều mở ra, bên trong trống trơn không còn thứ gì.
chỉ có hai hàng chứa linh dược trên giá gỗ còn trưng bày một chút hắc sắc hắc tử. Làm cũng ác con mẹ nó quá rồi. Trong lòng Tiêu Phàm cũng không khỏi chửi tục, hắn lệnh mấy tên hồn điêu trừ giá gỗ dược tài ra, trong bảo khố đồ vật khác một loại cũng không để lại. Hắn cũng không nghĩ đến những hồn điêu này thật đúng là nghe theo mệnh lệnh hắn, một loại cũng không để lại. Không xong rồi, mấy loại dược tài kia hy vọng còn ở. Tiêu Phàm không quan tâm đến Hoa Thiên Bảo đang nổi giận một bên, lách mình xông vào hai hàng giá gỗ chứa dược tài. Mở hộp ngọc ra, lập tức buông lỏng một hơi, từ trong hộp ngọc vừa lấy ra một gốc linh thảo. Hoa Thiên Bảo không thấy khoảnh khắc Tiêu Phàm mở hộp ngọc ra, trong một bên hộp ngọc, chỉ có một tiểu mộc nhân cao ba tấc, còn có một tấm hồn giới. Có điều Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu mộc nhân cùng hồn giới tất cả đều được đưa vào hồn giới trong ngón tay Tiêu Phàm, lấy ra một gốc linh thảo. Cứ diễn tuồng như thế, Tiêu Phàm liên tiếp mở ra mười mấy hộp ngọc, mười mấy tiểu mộc nhân cùng hồn giới đều bị Tiêu Phàm thu hồi lại. Không bao lâu, trong tay hắn cầm dược tài xuất hiện trước người Hoa Thiên Bảo, nói, Hoa gia chủ, may mà những dược tài này còn ở đây. Hai mắt Hoa Thiên Bảo sung huyết, căn bản không để ý đến Tiêu Phàm, hắn vừa nãy cũng đem cả bảo khố từng cái nhìn một lần, lại phát hiện trong đây nay cả giá để đồ vật cũng chẳng còn một cái. Không sai, tất cả đều không còn, ngay cả hộp, giá đỡ, tất cả đều không còn. Gia chủ, một đám cường giả Hoa gia xuất hiện, thấy bảo khố rỗng tuếch, tất cả đều trợn tròn mắt, há miệng muốn nói, nhưng lời nói vừa đến miệng lại nuốt xuống dưới. Khó trách Hoa Thiên Bảo tức giận như thế, nếu đổi lại là bọn hắn khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Hoa gia, mấy trăm hơn ngàn năm nội tình, vậy mà tất cả đều không thấy nữa. Các ngươi không phát hiện có người xâm nhập bảo khố sao? Hoa Thiên Bảo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Hoa gia, bình thường chính là bọn hắn thủ hộ bảo khố. Gia chủ thứ tội, Hoa gia mười mấy hai mươi cường giả tất cả đều quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Thứ tội, người kêu ta thứ tội như thế nào? Hoa Thiên Bảo phổi đều tức điên, hơn ngàn năm tích lũy, vậy mà đột nhiên không thấy nữa, việc này bảo hắn chịu đựng như thế nào? Cầm đầu một lão già lấy dũng khí nói, một bên nhìn Tiêu Phàm nói, gia chủ, sau lần trước ngài và nhị gia mang theo huyền dược sư tiến vào bảo khố, thì cũng không ai tiến vào nữa. Lão giả ý tứ rất rõ ràng, chứ người Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh thủ bên ngoài, cũng chỉ có huyền hoàng có thể đem đồ vật bên trong lấy đi. Hoa Thiên Bảo tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn và Hoa Thiên Minh, bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Tiêu Phàm, còn người lăng lệ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu vậy. Hoa gia chủ, oan uổng quá, lần trước ngài cùng Hoa nhị gia tự mình ở đây, vừa nãy cũng là ngài đi vào trước, nếu như ta muốn trộm đồ vật cũng phải có thời gian chứ. Huống chi, bảo khố Hoa gia nhiều người thủ hộ như vậy, ta đâu khả năng lặng yên không một tiếng động xông vào chứ. Sắc mặt Tiêu Phàm đại biến, bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm, hiển nhiên hắn ước lượng thấy Tiêu Phàm nói cũng đúng. Hoa gia chủ, nếu có người đến bảo khố, nhất định sẽ lưu lại đặc thù khí tức hồn lực, có thể tìm sai người nào vô cùng linh mẫn với mùi vị đi điều tra. Tiêu Phàm lại nói. Bị Hoa Thiên Bảo nhìn chằm chằm, trong lòng hắn cũng hơi tê tê. Dù sao có tật giật mình, Tiêu Phàm cũng sợ bị lòi đuôi cáo, hắn sẽ phiền phức. Hơn nữa, đại gia tộc như Hoa gia này khẳng định có cường giả chiến đế tọa chấn, vừa nãy Hoa Thiên Bảo nổi giận, trên người nở rộ khí tức liền ẩn ẩn là chiến đế cảnh, Tiêu Phàm đến chạy trốn cũng không dám. Hồi lâu, Hoa Thiên Bảo hít sâu một hơi nói, thật ngại quá, Huyền Tông Sư, việc này quan hệ quá lớn. Hoa mỗ không cho rằng là ngươi, ngươi nói không sai, người từng tới bảo khố đều sẽ lưu lại khí tức hồn lực đặc thù. Thiên minh có thể phân biệt khí tức hồn lực, chỉ là thiên minh cũng trúng tỏa hồn châm, không biết Huyền Tông Sư có biện pháp khiến thiên minh trong thời gian ngắn khôi phục thực lực hay không. Ánh mắt Hoa Thiên Bảo nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ khẩn cầu, bảo khố Hoa gia bị móc sạch, trách nhiệm hắn là to lớn nhất, một khi quở trách xuống. Rất có thể ngay cả hắn cái vị trí gia chủ này cũng sẽ bị thủ tiêu. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, phương pháp là có điều rất có thể làm bị thương kinh mạch và hồn hải của Hoa nhị gia. Ta nghĩ, thiên minh cũng muốn tra ra người trộm đồ vật Hoa gia. Trong mắt Hoa Thiên Bảo lộ ra toa ngoan độc, căn bản không quan tâm sinh tử Hoa Thiên Minh thế nào vậy. Vậy ta có thể thử xem.
Tiêu Phàm gật đầu nói. Tam trưởng lão, làm phiền ngươi đưa Huyền Tông sư đi qua tìm Thiên Minh. Sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm nói. Trong đó một lão giả gật đầu mang theo Tiêu Phàm rời đi, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, chỉ cần rời khỏi nơi này, qua một lúc hắn có biện pháp là chạy ra khỏi Hoa Phủ. Một khi chạy ra khỏi Hoa Phủ, Hoa Gia muốn tìm hắn cơ bản không khả năng, bảo khố Hoa Gia bị trộm, án này cũng sẽ trở thành một án không cách nào phá giải. Các ngươi thấy thế nào? Hoa Thiên Bảo nhìn Tiêu Phàm rời đi, híp hai mắt nói, rất hiển nhiên, Hoa Thiên Bảo còn không hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm. Đi theo tam trưởng lão Hoa Gia rời đi, trong lòng Tiêu Phàm luôn cảm giác không thích hợp, tựa như có thứ gì nhìn chằm chằm bản thân vậy. Hoa Thiên Bảo quan tâm nhi tử hắn như thế, dựa theo đạo lý mà nói, nên tự mình xem hắn chữa cho Hoa Thiếu Phi mới đúng chứ. Cho dù bảo khố bị trộm, cũng nên lập tức cứu tỉnh Hoa Thiên Minh, dù sao Hoa Thiên Minh có thể phân biệt ra được khí thức hồn lực. Nhưng hắn bây giờ lại không đi theo mình. Ngược lại cùng một đám tu sĩ Hoa Gia ở lại thương lượng đối sách, điều này không giống cách làm người của Hoa Thiên Bảo. Chẳng lẽ Hoa Thiên Bảo còn đang hoài nghi ta? Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, đem tất cả chi tiết nghĩ lại một lần, nhưng hắn bất luận như thế nào cũng không hiểu chỗ nào xảy ra vấn đề, thầm nghĩ trong lòng hẳn không xảy ra sơ suất gì. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đi tới chỗ ở Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm cũng vô cùng quyết đoán. Phế một chút tay chân liền rút ra ba cây tỏa hồn châm trong cơ thể Hoa Thiên Minh. Huyền Tông Sư, là ngươi cứu ta. Hoa Thiên Minh nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức một mặt kích động, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Phàm đáng chết, lần sau ta nhất định làm thịt ngươi. Không lần sau, ngươi cũng còn có hai canh giờ mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm khinh thường, nhưng ngoài mặt lại cười tủm tỉm nói, Hoa nhị gia khách khí. Tam trưởng lão. Ngài mau dẫn Hoa nhị gia đi tìm Hoa gia chủ đi, năng lực Hoa nhị gia chỉ có thể kiên trì nửa nén hương. Sau đó Tiêu Phàm lại truyền âm cho Hoa gia tam trưởng lão nói. Thiên Minh, người đi theo ta. Hoa gia tam trưởng lão gật đầu, hắn cũng không dám có chút do dự nào, dù sao bảo khố Hoa gia mất trộm cũng có quan hệ với hắn. Chuyện gì, Hoa Thiên Minh một mặt không hiểu, có điều vẫn đi theo tam trưởng lão Hoa gia rời đi. Mà thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, trong lòng có chút rối rắm, nếu như cứ như vậy rời đi, Hoa gia có lẽ sẽ lập tức hoài nghi đến ta, cho dù không chứng cứ cũng có thể sẽ trước tiên giam ta lại, rất có thể bỏ lỡ thời gian thí luyện vòng thứ nhất. Nếu như không đi, một lúc sau Hoa gia nhất định sẽ phong tỏa trong ngoài, đến thời điểm muốn đi mà đi không được, sẽ bỏ lỡ thời gian vòng thứ nhất, một bước cuối cùng này, ta không cân nhắc chu toàn rồi. Tiêu Phàm trong phòng đi qua đi lại. Thần sắc có chút sốt ruột. Mặc kệ, luyện chế cho Hoa Thiếu Phi một chút dược dịch trước, đến lúc chữa khỏi cho Hoa Thiếu Phi, tất sẽ để cho ta rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó một mình đi đến phòng Hoa Thiếu Phi. Hắn không biết là vẫn luôn có mấy con mắt âm thầm theo dõi hắn, từ khoảnh khắc khi hắn rời đi, Hoa Thiên Bảo cùng hai cái lão giả hiển lộ ra. Nếu đổi lại là những người khác, Tiêu Phàm có thể tùy tiện cảm ứng được sự tồn tại bọn hắn. Nhưng Hoa Thiên Bảo cùng hai lão giả này thực lực lại thâm bất khả chắc. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi nói có phải là hắn hay không? Hoa Thiên Bảo nhíu mày nói. Không thể xác định, nếu như thực sự là hắn, vậy thủ đoạn hắn cũng có chút kinh người. Tam trưởng lão dù sao cũng là bán bộ chiến đế, không có khả năng khiến người vô thanh vô tức tiến vào bảo khố. Một lão giả áo xám trong đó mở miệng nói. Không sai. Kẻ này cũng chỉ là tu vi chiến hoàng cảnh trung kỳ, hơn nữa mặc dù cũng am hiểu luyện dược nhưng thực lực bản thân lại không ra sao. Một lão giả áo bào trắng khác cũng gật đầu nói. Lão giả áo bào trắng ngừng lại nói, có điều, đến thời điểm ngươi có thể lấy cớ hắn giữ ở lại Hoa Phủ, nếu như hắn vội vã rời đi, nói rõ trong lòng có quỷ, hắn mới có thể lộ ra sơ hở. Được, vậy liền dựa theo đại trưởng lão nói. Hoa Thiên Bảo gật đầu nói. Cũng đúng lúc này, Hoa Thiên Minh đi mà quay lại, sắc mặt âm trầm nói, đại ca, trong bảo khố trừ khí thức hồn lực ngươi và Huyền Tông Sư, không có khí thức hồn lực kẻ nào khác. Làm sao lại thế được? Hoa Thiên Bảo trợn tròn mắt, một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ gặp quỷ. Một phương diện khác, Tiêu Phàm trở lại chỗ ở Hoa Thiếu Phi, xuất ra một tôn luyện dược đỉnh, tùy ý luyện chế trừ một chút dược dịch, chút vào cơ thể Hoa Thiếu Phi.
không thể không nói, Hoa Thiếu Phi bị Tiêu Phàm chỉnh không phải tàn bình thường, người không ra người, quỷ không quỷ. Có điều cuối cùng Tiêu Phàm vẫn đem ba cây tỏa hồn châm trong nội thể hắn lôi ra, đương nhiên, loại trạng thái này cũng chỉ có thể bảo trì hai canh giờ mà thôi. Hai canh giờ về sau, hồn hải Hoa Thiếu Phi sẽ triệt để bạo động, đến thời điểm hồn hải, chiến hồn cùng kinh mạch tất cả đều bị phế sạch. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lau lau mồ hôi trán ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Hoa Thiên Bảo đi qua đến, Tiêu Phàm vội vàng nghênh đi lên, Hoa gia chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch, trong lòng Hoa Thiên Bảo đột nhiên có chút vẻ xấu hổ, nói, đa tạ Huyền Tông Sư, còn mời ở lại Hoa phủ nghỉ ngơi hai ngày, đến lúc đó Hoa mỗ sẽ thâm tạ. Hoa gia chủ khách khí, người cũng biết, tại hạ quen tự do, tại hạ những ngày qua vẫn sẽ ở lại Long Hoàng Đế Đô, Hoa gia chủ lúc nào gọi đến tất sẽ đến. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nói đùa gì chứ, ở lại Hoa phủ, thời hạn sát phương thí luyện một tháng đã sắp đến, ta làm sao có thể lưu tại Hoa phủ chứ? Huống chi, bảo khố Hoa gia ngươi là ta trộm, lỡ như lộ chân tướng, há không phải bị các ngươi thiên đao vạn quả. Huyền Tông Sư, Hoa mỗ sợ Tiêu Phàm sẽ lại xuất hiện, uy hiếp an nguy của ngươi. Hoa Thiên Bảo hảo tâm nói. Không thể không nói, Hoa Thiên Bảo chiêu này rất muốn lấy mạng người, Tiêu Phàm muốn cự tuyệt mà không thể, thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, lần này thật đúng là lấy đá đập chân mình mà, các ngươi cũng đừng bức bách ta. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, trong lòng đã chuẩn bị tốt tinh thần đêm nay đánh cược một ván. Cửu công chúa đến. Đột nhiên, một tiếng hét to vang vọng Hoa phủ. Cửu công chúa, Tiêu Phàm cùng Hoa Thiên Bảo cau mày một cái, bọn hắn tự nhiên biết cửu công chúa là ai, chỉ là lúc này Long Vũ lại tới làm cái gì đây. Nhất là Tiêu Phàm, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, cô gái nhỏ này không phải là đến vạch trần mình chứ. Toàn bộ Long Hoàng Đế Đô cũng chỉ Long Vũ một người biết rõ hai cái thân phận của hắn, nếu như bại lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Tông Sư, đi, ta giới thiệu cho ngươi cửu công chúa hiện tại còn chưa xuất các đâu. Hoa Thiên Bảo cười tủm tỉm nói, cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt ngươi hiểu. Trong lòng Tiêu Phàm oán thầm một trận, hắn như thế nào lại không biết ý tứ Hoa Thiên Bảo, ta giới thiệu cho ngươi cửu công chúa, ngươi có thể theo đuổi nàng. Thế nhưng cửu công chúa căn bản không cần ta theo đuổi, chính nàng liền ôm ấp yêu thương, hận hắn không thể lập tức cưới nàng làm thê ý chứ. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm miễn cưỡng nở ra một nụ cười, đi theo Hoa Thiên Bảo hướng đến đại sảnh. Long Vũ đã ở trong đại sảnh chờ đợi lâu, hiện tại đã là ban đêm, tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, cửu công chúa lúc này đến Hoa gia làm cái gì đây? Cửu công chúa giá lâm, không từ xa tiếp đón. Mong cửu công chúa thứ tội. Hoa Thiên Bảo người chưa tới, thanh âm đã vang lên, rất nhanh, Hoa Thiên Bảo mặc một bộ hoa phục từ sau đi tới. Hoa gia chủ khách khí, ta tới tìm Huyền Hoàng Dược Sư. Long Vũ mỉm cười, đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, trong nháy mắt rơi trên người Tiêu Phàm. À, Hoa Thiên Bảo hơi ngoài ý muốn, không biết cửu công chúa tìm Huyền Tông Sư có chuyện gì. Đại ca ta được Huyền Tông Sư cứu. Chẳng lẽ Hoa gia chủ không biết sao? Long Vũ kinh ngạc nói, đại ca ta hiện tại đã tỉnh, cho nên ta cố ý đến mời Huyền Hoàng Dược Sư đi với ta vào trong cung xem. Đại đế tử được Huyền Tông Sư cứu tỉnh, Hoa Thiên Bảo có chút kinh ngạc, phải biết, đây chính là vấn đề rất nhiều thất phẩm luyện dược sư đều không giải quyết được. Kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc, trong lòng Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới, Long Vũ không phải đến gây chuyện. Mà là đến thay hắn giải vây. Cơ hội này, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng nói, Hoa gia chủ, vấn đề Hoa thiếu gia cơ bản đã không gì đáng ngại, ta đây liền cùng cửu công chúa hồi cung một chuyến, xem vấn đề đại đế tử. Nghe thấy Long Vũ cùng lời nói Tiêu Phàm, sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm tình bất định, có điều hắn cũng không dám ngăn cản Long Vũ, không thể làm gì khác hơn nói, Huyền Tông Sư, nếu đại đế tử cho mời vậy thì ngươi nên đi một chuyến đi. Bên kia đại đế tử chắc không cần ta đến mấy ngày đâu, qua mấy ngày nữa, ta lại đến xem Hoa thiếu gia. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đi đến bên người Long Vũ, làm một cái thủ thế mời, cửu công chúa, mời. Huyền Tông Sư, mời ngài trước. Long Vũ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng Long Vũ dễ đám người đang vây quanh rời đi.
Ánh mắt Hoa Thiên Bảo lấp lóe, trong lòng trầm ngâm nói, cái cửu công chúa này đến quá khéo, tựa như cố ý mang theo Huyền Hoàng rời đi vậy. Tam trưởng lão, làm phiền ngươi sai mấy người, âm thầm đi theo hắn. Hoa Thiên Bảo ngẫm lại, cuối cùng vẫn không tin Tiêu Phàm và cửu công chúa. Được. Một đạo thanh âm âm thầm vang lên, đó là thanh âm tam trưởng lão Hoa gia. Đại ca, người hoài nghi Huyền Tông Sư, nếu như đã vậy ta cũng đi đi, hắn đào thoát không được hồn lực truy bắt của ta đâu. Hoa Thiên Minh tự đề cử mình nói. Được, cẩn thận một chút. Hoa Thiên Bảo gật đầu. Tiêu Phàm theo Long Vũ rời đi, rất nhanh liền tới cửa ra vào đế cung, Tiêu Phàm cau mày một cái, lại có mấy cỗ hồn lực âm thầm ba động. Quả nhiên, Hoa Thiên Bảo ngoài mặt xem như cái gì đều không phát sinh nhưng trong lòng vẫn không tin tưởng ta. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng. Hồn lực Tiêu Phàm tràn ngập toàn bộ thùng xe ngựa, rốt cục nhìn không được nhìn về phía Long Vũ hỏi, ngươi là làm sao biết ta ở Hoa gia? Ta muốn biết ngươi ở đâu còn không dễ dàng sao? Long Vũ cười tủm tỉm nói, bộ dáng một mặt nhiệt tình cùng Tiêu Phàm, hơn nữa, ta còn biết mấy ngày trước những thi thể ở xóm nghèo Đông Thành cũng có liên quan đến ngươi nữa kìa. Nghe vậy trong lòng hắn khẽ run lên, hắn vẫn tự cho rằng mình đã làm rất tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Long Vũ biết hết. Có điều ngẫm lại cũng thoải mái, Long Vũ vốn biết rõ thân phận hắn, hơn nữa diệt sát sát thủ Diêm La Phủ là lấy thân phận Tiêu Phàm đi làm. Cùng ngày hơn 200 chiến hoàng cảnh hỗn chiến, động tĩnh không nhỏ, Long Hoàng đế đâu có lẽ vài người không biết, nhưng Long gia dạng đại gia tộc này nhất định biết rõ, Long Vũ biết cũng là điều hết sức bình thường. Thậm chí, khẳng định còn rất nhiều người cũng biết việc Tiêu Phàm hắn đem sát thủ Diêm La Phủ tận diệt, những người này cũng bao gồm sát thủ Huyết Lâu và La Sinh Môn còn sống. Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không ý thức được việc nghiêm trọng đến mức nào, hắn thấy chuyện này vẫn chỉ là quy tắc trò chơi bên trong sát phương thí luyện mà thôi. Hắn không biết việc này sớm đã truyền từ tổ chức sát thủ ra. Nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Phàm không tin Long Vũ thật sự tìm hắn đến xem bệnh cho Long Tiêu, nhất định có mưu đồ. Nhất định phải có việc mới có thể tới tìm ngươi sao? Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là muốn giúp ngươi rời đi, ngươi có tin không? Long Vũ khẽ cười nói. Ta tin. Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Hắn từ trên người Long Vũ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, nếu Long Vũ biết mình ở Hoa gia, nếu như nàng muốn mình chết, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có phải cảm thấy ta rất thông minh hay không, ngươi cũng thích ta rồi đấy à? Long Vũ khẽ cười khanh khách, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, thích thì hắn chưa xứng nhắc đến, có điều trong lòng lại cảm kích vô cùng. Trong số nữ nhân hắn quen biết, Long Vũ là người cơ trí nhất, khéo tay, tâm tư kín đáo, tuyệt đối được xem như một kỳ nữ. Lần này ngươi thực sự đã giúp ta một đại ân. Tiêu Phàm vội vàng nói tránh đi, ngươi yên tâm, ta nợ ngươi, nhất định sẽ trả cho ngươi. Tiêu Phàm vẫn không cùng Long Vũ có quá nhiều liên quan, nhưng hắn trước nay vốn không phải người muốn nợ ân tình, chỉ là với thân phận và địa vị công chúa của nàng căn bản cũng không cần hắn giúp gì. Ta không thích hứa hẹn qua loa bằng miệng, nếu không ngươi đưa ta chút đồ vật đi, coi như ngươi báo ân. Long Vũ vô cùng chân thành nói, đôi mắt đẹp chờ mong Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẫm lại, trong tay đột nhiên lấy ra một chiếc châm gỗ, đây chỉ là đồ chơi nhỏ Tiêu Phàm điêu khắc thường ngày. Chiếc châm gỗ thật xinh đẹp, cái này đi. Long Vũ trực tiếp đoạt lấy, tựa như một đứa trẻ con hiếu kỳ vậy, dò xét hồi lâu, lại đem mộc châm đặt lên tay Tiêu Phàm, nói, đeo lên cho ta. Tự đeo đi. Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt, hắn còn chưa đeo đồ vật cho nữ nhân bao giờ, ngay cả tiểu ma nữ cũng không có, đâu thể nào sẽ đeo cho những nữ nhân khác. Coi như người báo ân, được không? Long Vũ vô cùng không cam lòng nói. Ngươi muốn ta trả ân, lần sau trả lại ngươi, cáo từ. Tiêu Phàm lười nói nhảm, để lại một câu nói, trực tiếp đi ra xe ngựa, một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi dám đi luôn, muốn chết sao? Long Vũ sốt ruột, đáng tiếc Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi, Long Vũ dậm chân tức giận, khi ánh mắt của hắn nhìn vào chiếc châm gỗ trong tay, trong mắt lóe lên vẻ tình cảm. Giờ phút này, xe ngựa vừa lúc đi tới cửa ra vào đế cung. Âm thầm đi theo Tiêu Phàm,
Hoa Thiên Minh cùng Hoa Gia Tam trưởng lão vốn chuẩn bị từ bỏ theo dõi Tiêu Phàm. Dù sao, Lặng Yên chui vào đế cung là những việc đại gia tộc bọn hắn kiêng kỵ nhất. Chỉ là lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên xe ngựa bắn ra, trực tiếp phi thẳng ra không trung rồi biến mất. Thay đại đế tử chữa bệnh quả nhiên là giả. Sắc mặt Hoa Gia Tam trưởng lão lạnh lẽo, bảo khố Hoa Gia ta mất trộm, 89/10 có liên quan đến hắn, cùng ta đi lên xem hắn chạy chỗ nào. Một tên huyền hoàng lại có thể khiến cửu công chúa giúp đỡ ngươi lừa gạt chúng ta. Hoa Thiên Minh cười lạnh liên tục, một tên chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, chúng ta tùy tiện một người liền có thể giết chết hắn. Mấy người không chút do dự, tiến về hướng Tiêu Phàm biến mất cùng đi lên. Tiêu Phàm tốc độ không nhanh không chậm, tựa như cố ý chờ người phía sau vậy, nhìn bóng hình xinh đẹp hiếm thấy trên xe ngựa nơi xa xăm nói, lần này, đúng là nợ ta một cái nhân tình không nhỏ rồi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm rời đi không có ý quay lại, đối với Long Vũ, Tiêu Phàm chỉ là cảm kích, không có tình cảm khác, cũng không nghĩ sẽ có tình cảm khác. Nhìn năm sáu đạo thân ảnh đuổi theo, Tiêu Phàm nhếch miệng lên cười tà. Hoa Thiên Minh, Hoa Gia Tam trưởng lão. A, hiện tại không phải vừa lúc có thể rời Long Hoàng đế đô sao? Tiêu Phàm mặt coi thường nói, sau đó hóa thành một vệt sáng, xông thẳng đến ngoài Long Hoàng đế đô. So với hơn 20 ngày trước tình huống bây giờ khác biệt, lúc trước hắn không dám rời Long Hoàng đế đô, nhưng hiện tại thời hạn một tháng đã đến, Tiêu Phàm không bất kỳ lo lắng gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức dẫn người Hoa ra tới cứ điểm, bởi như vậy, hắn thí luyện thất bại không nói, lại còn bị huyết lâu tiêu diệt. Hắn tùy ý lựa chọn một phương hướng, chỉ cần rời Long Hoàng đế đô, hắn liền có thể không kiêng nể gì cả mà xuất thủ. Gần nửa nén hương trôi qua, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại tại một đỉnh núi bên ngoài cách Long Hoàng đế đô 30-40 dặm, một bộ áo bào đen, cầm trong tay tu la kiếm, đón gió mà đứng, lẳng lặng mặt hướng vị trí Long Hoàng đế đô. Huyền Hoàng, thực sự là ngươi trộm bảo khố Hoa Gia ta. Hoa Thiên Minh vẫn một mặt không tin nhìn Tiêu Phàm. Ngươi cứ nói đi, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, sợi tóc trong gió bay múa, cả người lộ ra phong khinh vân đạm. Thật đúng là ngươi, ngươi làm sao không chạy? Sắc mặt Hoa Thiên Minh phát lạnh, tay cầm trường kiếm chỉ Tiêu Phàm nói. Bởi vì ta không cần thiết chạy. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, bây giờ hắn có thể không kiêng nể gì cả, há lại sẽ sợ một cái chiến hoàng cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.